Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Kính thưa quý vị, sau một hồi lang thang trên các trang web truyện, các diễn đàn truyện, sau một hồi cân đo đong đếm, tuyển chọn, lựa chọn, thì mình ngày hôm nay muốn xin giới thiệu đến các bạn một bộ truyện nữa của tác giả Thạch Trư. Tác phẩm mang tên Nhân Đạo Chí Tôn, thuộc thể loại tiên hiệp, dị giới và huyền huyễn. Đây là một tác phẩm được đánh giá là gần như là hay nhất của tác giả, kể về từ bàn cổ khai thiên cho đến lúc cuối thời kỳ nhân hoàng. Ngũ đế chưa định, loài người vẫn chưa được coi là linh trưởng trong trời đất. Thì đây là một thời đại rất hoang dại, vạn tộc cùng tồn tại. Quý vị cùng với Khánh Duy hãy theo ngòi bút của tác giả khám phá chân trời mới này của Thạch Trư. Và Khánh Duy cũng xin thông báo luôn là một hai tập nữa, bộ truyện Ngược Về Minh Triều Khánh Duy sẽ chuyển hẳn sang kênh Truyện Làng Ngọng. Khánh Duy thông báo để các bạn đang ưa thích bộ truyện này, đang theo dõi bộ truyện này được biết, và lúc đó Khánh Duy sẽ có thông báo cụ thể khi phát hành truyện. Còn kênh Audio Kiếm Hiệp sẽ vẫn phát hành cái bộ truyện Nhân Đạo Chí Tôn này. Thời lượng chương trình sẽ tạm thời vẫn là 3 tập một ngày, có nghĩa là 2 tập tiên hiệp và 1 tập xuyên không, được phân phát cho hai kênh. Khánh Duy sẽ ổn định trong một thời gian rất ngắn thôi, sau đó sẽ là 4 tập một ngày, có thể là hai này hai kia hoặc là 3-1, tùy theo thời lượng và lượng xem của khán giả dành cho hai bộ truyện. Khánh Duy xin thông báo và để mọi người được biết. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta đến với Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem. Trời còn chưa tỏ, 10 vạn dặm đại hoang chìm trong u tối. Những tia sáng đầu tiên bắt đầu chiếu lên dãy Kiếm Sơn, soi tỏ làn mây phiêu đãng lượn lờ quanh sườn núi. Nơi chúng vươn tới trước nhất là Kim Đỉnh trên đỉnh núi. Đại điện Kim Đỉnh làm từ lưu ly tỏa ra ánh sáng rực rỡ, làm rạng ngời cả biển mây, quả thực vô cùng chói mắt. Giữa biển mây dập dờn bao quanh thân núi có vô số đại điện to lớn, mang vẻ cổ xưa, như đang bồng bềnh phát ra vẻ thần thánh mà trang nghiêm vậy. Đó chính là thánh địa chung của 3.000 bộ lạc nhân tộc trong 10 vạn đại hoang Kiếm Môn. Luyện khí sĩ của Kiếm Môn tầng tầng lớp lớp nối nhau bảo vệ 10 vạn dặm đại hoang. Người trong 3.000 bộ lạc nhân tộc cũng đều lấy việc trở thành luyện khí sĩ của Kiếm Môn làm vinh dự. Đại hoang hiểm ác, nhân tộc lại yếu đuối. Nếu không có Kiếm Môn bảo vệ thì e rằng 3.000 bộ lạc đều đã tan thành khói bụi. Sơn môn to lớn chắn trước nơi ở của mấy vạn đệ tử ngoại môn. Luyện khí sĩ trong Kiếm Môn rất nhiều. Những thiếu niên trong 3.000 bộ lạc lên núi học nghệ, nếu không có chỗ chống lưng thì đều sống ở đây cả. Những bộ lạc mạnh mẽ có nhiều luyện khí sĩ thì thường trực tiếp thu người về nơi ở của mình. Lúc này Trung Nhạc đã sớm dậy giường. Hắn đứng tại bên cạnh giếng, dốc ngược một thùng nước từ đỉnh đầu xuống, sau đó lại dùng mạnh người để xua tan cơn buồn ngủ. Nước từ trên người của hắn chảy xuống, tạo nên vô số bọt nước từ trên thành giếng. Cơ thể của hắn rất rắn chắc, dáng người cân đối, làn da cũng căng tràn, quả thực rất có sức mạnh. Trên ngực hắn có 3 vết cào rất sâu, đã đóng vảy, không rõ là do yêu thú nào lưu lại. Hắn quay người, sau lưng cũng có rất nhiều vết sẹo. Trên tay trái cũng có, khắp người đều là thương tích lớn nhỏ, trông chẳng hề giống một thiếu niên mới 15 tuổi chút nào. Trung Nhạc đeo gùi thuốc lên rồi yên lặng rời khỏi sân môn đi về phía chân núi. Đệ tử ngoại môn có địa vị rất thấp, cũng chỉ được học một vài công pháp đơn giản nhất. Chỉ khi nào tu thành linh mới có thể trở thành đệ tử ký danh của nội môn và làm môn hạ của đường chủ trong nội môn, mới nhận được truyền thừa thực sự của Kiếm Môn. Có điều đệ tử ngoại môn không có người chống lưng mà muốn trở thành đệ tử ký danh của nội môn thì khó khăn tới mức nào đây. Đại hoang 3.000 bộ lạc nhỏ cũng có vạn người, bộ lạc lớn thì có tới 100 vạn. Chẳng ai trong số đó không muốn tới Kiếm Môn, và cũng chẳng ai không muốn trở thành đệ tử ký danh của nội môn cả, trở thành luyện khí sĩ cả. Vì thế sức cạnh tranh rất khốc liệt. Kiếm Môn có quy củ của Kiếm Môn, nếu trước 16 tuổi không thể tu thành linh thì sẽ bị đuổi khỏi Kiếm Môn. Con cháu tộc trưởng của các bộ lạc lớn nhỏ trong đại hoang tự nhiên đều được dùng linh đan diệu dược để tăng tiến tu vi, giúp họ trước 16 tuổi tu thành linh. Dù cho tư chất có bình thường tới đâu đi chăng nữa thì chỉ cần có đủ linh dược cũng có thể dựng lên luyện khí sĩ. Còn những người khác thì tất nhiên
không thể nhận được đãi ngộ như thế, chỉ đành dựa vào bản thân cần cù tu luyện mà thôi. Nhà nghèo khó sinh quý tử, kẻ khốn cùng mới ai luyện thành khí sĩ đâu. Trung Nhạc xuất thân từ bộ lạc Trung Sơn, một bộ lạc còn không được tính là nhỏ, cũng bởi vì quanh năm liên miên bị thiên tai nên chỉ còn khoảng 100 người, có thể nói là một bộ lạc nhỏ nhất bên trong đại hoang này. Bộ lạc như vậy tự bảo vệ mình còn khó, chứ nói gì tới việc đào tạo ra luyện khí sĩ. Vì thế dù Trung Nhạc có nỗ lực hơn người khác cả 100 lần thì cũng còn xa lắm mới tu được thành linh. Lần này hắn xuống núi vì muốn tìm vài thứ linh dược trong khu rừng dưới chân núi nhằm luyện chế vũ linh đan tu bổ hồn phách. Vũ linh đan là đan dược cực kỳ bình thường, nguyên liệu luyện chế cũng rất dễ kiếm. Vậy mà ngay cả linh dược tầm thường như thế hắn cũng không mua nổi, mà phải tự mình luyện chế, tự hái thuốc, tự luyện thuốc, mất bao nhiêu thời gian tất nhiên sẽ càng thua kém người khác. Trung Nhạc rời khỏi kiếm môn nửa canh giờ thì trời đã sáng tỏ. Đệ tử nội môn và ngoại môn của kiếm môn đều đã thức dậy tu luyện. Bỗng nhiên trên núi vang lên tiếng chuông, theo đó là một vị luyện khí sĩ mang theo khí tức mạnh mẽ bay xuống quát lên: "Ma hồn âm chướng sắp hiện, đệ tử kiếm môn nghe lệnh nghiêm cấm ra ngoài." "Cấm rời khỏi kiếm môn nửa bước. Ma hồn âm chướng vô cùng nguy hiểm, kiếm môn cũng chỉ bảo vệ được một phần, kẻ nào rời khỏi tất phải chết thôi." Trên dưới kiếm môn xôn xao, chỉ nghe ầm một cái, sơn môn to lớn bỗng nhiên đóng lại. Ở giữa làn mây trong không trung, bỗng có vô số vầng sáng cong cong tỏa ra, kim đỉnh cũng phát ra kim quang chiếu rọi không gian, cực kỳ hoành tráng. Phần lớn đệ tử ngoại môn đều mới lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, còn đệ tử nội môn thì cũng không quá xa lạ. Ma hồn âm chướng 10 năm một lần vô cùng đáng sợ, dù có là luyện khí sĩ thì khi gặp phải nó cũng sẽ chết thảm. Mỗi khi ma hồn âm chướng bùng phát đều huyết tẩy vạn dặm, nơi nó đi qua ngay cả cọng cỏ cũng không mọc nổi. "Ma hồn âm chướng sao lại bùng phát sớm như vậy? Chiếu theo thường lệ không phải là 5 ngày nữa hay sao?" Một đệ tử nội môn lên tiếng. Ngay lúc đó có một âm thanh nặng nề vang lên, như thể có yêu ma quỷ quái nào đó đang gầm gừ. Tiếp đó có một làn khí đen lao ra từ trong thâm cốc cách kiếm môn không xa, giống như là nước phun trào từ lòng đất tỏa ra khắp không gian. Rất nhanh luồng khí đen ấy đã vươn cao hơn cả núi kiếm môn, thẳng tắp vào mây, sau đó lại tỏa ra khắp 4 phương 8 hướng, như thể đang có một chiếc ô đen từ từ mở ra giữa trời vậy. Bầu trời đột nhiên tối sầm đi, chỉ còn ánh sáng trên núi kiếm môn soi rọi. Mỗi khi những luồng khí đen kia áp xuống màn sáng thì đều bị chặn lại ở bên ngoài, giống như có một lớp ánh sáng vô hình bảo vệ kiếm môn, khiến làn khí đen không thể nào tiến bước được. Dường như bên trong khói đen có một sinh vật đáng sợ nào đó gào lên giận dữ, thi thoảng nó lại đánh lên quầng sáng bao bọc kiếm môn, tạo lên những âm thanh vang vọng vô cùng kinh người. Cao cao trên kiếm môn, trước một tòa đại điện, có vài vị luyện khí sĩ đang quan sát ma hồn âm chứng đáng sợ kia. Có người bỗng lên tiếng: "Nếu có đệ tử ngoại môn xuống núi chưa về thì e rằng đã không thể quay lại được nữa rồi." Nơi Trung Nhạc tới hái thuốc tên là Tụ Vân Sơn. Nơi này có rất nhiều linh dược, nằm trọn trong khu đông nam của kiếm môn. Mấy năm nay hắn làm đệ tử ngoại môn của kiếm môn, dù cho không học được công pháp cao thâm gì nhưng cũng tập luyện thân thể mạnh khỏe, mỗi bước đều có thể tiến tới một trượng, trèo núi vượt đèo vô cùng dễ dàng. Khi hắn tới Tụ Vân Sơn thì trời đã sáng, trong núi bỗng vang lên từng tiếng muôn thú gầm thét. Nơi này rất vắng người, quanh đó cũng không có bộ lạc nào hết nên có rất nhiều dã thú. Trung Nhạc cẩn thận tiến lên tìm kiếm khắp nơi, không lâu sau thì cũng tìm được kha khá linh dược. "Các loại khác đều đã tìm được, chỉ còn có ngũ hương chi không thấy đâu cả, vẫn cần chút may mắn." Trung Nhạc tiếp tục đi được một lúc thì bỗng người thấy một mùi hương lạ, lúc có lúc không, càng tiến lên là càng người thấy rõ ràng. Mùi hương này mang theo 5 vị khác nhau: ngọt, thơm, mát, nóng, tinh khiết, đúng là mùi của ngũ hương chi. Hắn lần theo mùi hương đi tới một vách núi. Khi cúi người xuống nhìn thì thấy vách núi dựng ngược, đá nhọn ngập tràn, cốc sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy. Dưới vách núi khoảng 10 trượng có một tảng đá trồi ra, một dòng nước chảy ra từ vách xuống, tưới tắn cho một gốc cây lạ. Trung Nhạc vô cùng vui sướng nên lập tức cẩn thận trèo xuống. Vách đá khá trơn trượt nhưng hắn cũng khá nhanh nhẹn
nên cũng không có gì nguy hiểm. Một lát sau, hắn đã đến gần tảng đá kia. Nhìn xuống dưới thì chỉ thấy thâm cốc tối như mực, gió lạnh từ dưới thốc ngược lên, buốt đến thấu xương. Trung Nhạc càng thêm cẩn thận, rốt cuộc cũng tới tảng đá kia. Ngay khi muốn ngắt lấy Ngũ Hưng Chi thì trời bỗng tối sầm lại. Hắn ngẩng đầu lên, lập tức giật mình kinh hãi. Có một con chim lớn màu vàng đang lao tới, cánh của nó dài tới hơn trượng, lại có tới hai đôi đang không ngừng vỗ giúp nó bay về phía hắn. Đôi vuốt to lớn lộ ra sự sắc bén vô cùng. Đây là ác điều gì vậy? Chim vàng bốn cánh còn chưa tới thì những cơn gió sắc bén đã vỗ rát lên mặt hắn, tưởng như đã có thể thổi bay hắn ra khỏi vách đá. Hú lên một tiếng, chim vàng bốn cánh đã áp sát. Ngay trước khi nó kịp chụp tới, Trung Nhạc đã ngắt lấy Ngũ Hưng Chi rồi thả mình khỏi vách đá. Chim lớn vồ hụt lại vỗ cánh bay lên quan sát. Cuối cùng nó thấy Trung Nhạc không hề bị rơi xuống mà đang tóm lấy một đoạn dây leo cách tảng đá kia khoảng một trượng. Nó gào thét vòng lên trời chuẩn bị tập kích lần nữa. Trung Nhạc cắn chặt răng trượt xuống theo dây leo. Con chim vàng mới lượn lên trời thì khí đen cũng tới, nháy mắt đã bao phủ cả sân cốc. Trung Nhạc ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời như đã bị một tấm màn đen che khuất. Đáy cốc còn có ánh sáng ẩn hiện, cũng không rõ là do thứ gì phát ra. Đột nhiên Trung Nhạc nghe thấy trên đầu có tiếng gió, có một bộ khung xương đang rơi xuống rồi nhanh chóng vượt qua chỗ hắn lao vào thâm cốc. Hắn giật mình, đó chính là bộ xương của con chim bốn cánh khi nãy. Chỉ trong giây lát, con chim bốn cánh như đã bị thứ gì đó bên trong khí đen ăn sạch, chỉ còn lại có bộ xương. Trung Nhạc lạnh hết sống lưng, quay đầu nhìn lên. Khi thấy khí đen đang nhanh chóng theo vách núi lao xuống thì hắn cũng vội vàng tăng tốc. Bỗng tạch một tiếng, dây leo đã đứt. Trung Nhạc liền mang theo đoạn dây leo rơi xuống dưới vách đá. Trong cơn hoảng loạn, hắn vung tay chân loạn xạ, cuối cùng cũng nắm được một chạc cây, lúc đó mới ngừng rơi. Trung Nhạc nhìn lên, khí đen đã chỉ còn cách hắn khoảng 4-5 trượng. Còn gần cành cây này có một hang động khá sâu, bên trong truyền ra vài tiếng nhỏ. Một cái đầu tam giác lớn từ trong động hiện ra rồi chậm rãi nâng lên quan sát Trung Nhạc. Rõ ràng đó là một con rắn lớn không thể nào tưởng tượng nổi. Trong miệng con rắn vang lên những tiếng rít liên hồi, có vẻ đang rất thích thú. Loại rắn lớn này có sức mạnh kinh người, cũng là dã thú, dị thú vương giả trong đại hoang. Ngay cả luyện khí sĩ cũng khó lòng giết được nó, huống chi là hắn. Trung Nhạc nghiến răng buông tay khỏi cành cây, cả người lại rơi xuống. Con rắn lớn thò thụt cái lưỡi dài chuẩn bị tấn công thì dòng khí đen bỗng bao trùm lên nó. Răng rắc một tiếng, một bộ xương rắn dài hơn 10 trượng rơi xuống cùng Trung Nhạc trước sau chìm vào đáy cốc. Cốc sâu thăm thẳm, cành khô lá vụn ken dày mặt đất. Trung Nhạc rơi xuống cũng không quá đau đớn. Hắn dựa theo ánh sáng lập lờ kia quan sát xung quanh thì thấy nơi này xương cốt chất đống. Ánh đom đóm lập lòe, trong đó có cả xương cốt của con rắn lớn và con chim lạ lúc nãy. Con rắn lớn lúc nãy cũng đã chết rồi. Rút cuộc khí đen đó là... Nguy rồi. Sắc mặt của Trung Nhạc lập tức thay đổi. Khí đen cuối cùng đã tới đáy cốc. Nó lập tức tràn khắp không gian, từng ánh sáng nhỏ lập lòe cũng chìm dần vào trong đó. Trung Nhạc nhìn xung quanh thì thấy khí đen đã sát mặt, không khỏi thở dài. Thứ này có thể ăn cả chim vàng và rắn lớn, sợ là ta cũng không thoát khỏi. Sao nó không tiến tới nữa vậy? Khí đen khi tới cách hắn một trượng thì dừng hẳn lại, giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó chặn lại, tạo thành một vòng cầu bảo vệ. Trung Nhạc nhìn thấy trong khói đen có một móng vuốt thật lớn đánh tới tầng phòng ngự hình bán cầu, tạo nên những tiếng kéo kẹt chói tai nhưng vẫn không thể phá được. Móng vuốt trắng đó không rõ là của quái vật gì, dù chỉ là một đoạn vuốt cũng to lớn hơn hắn rất nhiều. Nên biết rằng Trung Nhạc mấy năm nay khổ luyện gân cốt, thân mình cũng cao lớn hơn người trưởng thành đôi chút, vậy mà một móng vuốt thôi cũng lớn hơn hắn. Khó có thể tưởng tượng nổi chủ nhân của móng vuốt này lớn tới thế nào. Đây là... Trung Nhạc nhìn về phía giữa không gian bán cầu, có một bộ xương ngồi xếp bằng. Cánh tay phải vẫn đang dương cao, trong tay có một chiếc đèn nhỏ, tựa như đang chiếu đường cho người trong bóng đêm vậy. Ánh đèn mờ tỏ không khác gì đom đóm, tùy thời đều có thể biến mất. Thật kỳ lạ, người này đã chết nhiều năm rồi, chỉ còn lại có xương cốt thôi.
Tại sao cái đèn nhỏ này lại không bị hủy như vậy? Trung Nhạc vô cùng tò mò nên tiến tới quan sát. Lúc này mới phát hiện ra chỗ kỳ lạ. Bộ xương này cũng không phải là xương người, thậm chí không phải xếp bằng mà là đang đứng. Nó là đứng cũng không hẳn, vì bộ xương không có xương đùi, chỉ có một bộ đuôi rắn dài. Đuôi rắn quấn quanh, nửa người trên của hắn lại là hình người, có đầu, có cánh và có cánh tay. Đây rõ ràng là một bộ xương của đầu người thân rắn. Không hiểu tại sao cái đèn nhỏ này lại có thể cản lại khí đen được đây. Trung Nhạc bái lại bộ xương, rồi giơ tay cẩn thận gỡ đèn xuống. Chỉ thấy ánh đèn chớp chớp, tùy lúc có thể tắt. Hắn vội vàng lấy tay che, bỗng có một âm thanh mệt mỏi vang lên. Giấc mộng mấy ngàn năm, năm nay đã là năm nào rồi? Thiếu niên hiện giờ là phục khi nào, đang tại vị vậy? Trung Nhạc ngây người, giọng nói vừa rồi rõ ràng không phải là ảo giác, nhưng nơi này ngoại trừ hắn ra thì cũng chỉ còn có bộ xương kia. Sao? Lẽ nào... Trung Nhạc vốn không sợ trời, không sợ đất, lúc này cũng đã tái mặt. Người nhìn đi đâu đấy? Ta ở đây này. Âm thanh kia lại vang lên, lần này có vẻ đã rất khó chịu. Thiếu niên kia, ta hỏi ngươi, rút cuộc bây giờ phục khi nào, đang tại vị? Trung Nhạc giật mình, nhìn cái đèn nhỏ trong tay, không nói nên lời. Âm thanh vừa rồi hóa ra là từ đó truyền đi. Gặp chim vàng bốn cánh đã lạ, khí đen ăn thịt người lại càng lạ. Nhưng lạ nhất vẫn là cái đèn nhỏ biết nói chuyện này. Huyết thống của ngươi đã nhạt tới mức suýt nữa ta cũng không nhận ra. Chẳng lẽ phục khi thần tộc đã suy yếu đến mức này rồi sao? Giọng nói trong chiếc đèn lại vang lên. Sao? Phục khi thần tộc ư? Đang nói ta sao? Trung Nhạc hoảng loạn nhìn về phía chiếc đèn, chỉ thấy lồng đèn vẫn không có gì khác lạ, ánh lửa vẫn lập lòe cháy. Thật không hiểu nổi giọng nói kia truyền từ đâu tới. Cuối cùng Trung Nhạc ngây ngốc nhìn vào ngọn lửa trong đèn, hóa ra đó không phải lửa mà là một người rất nhỏ. Người nọ da trắng, thân lại mặc quần áo hoàng kim, đầu đội mũ đỏ. Nếu không nhìn kỹ thì quả thật rất giống một ngọn lửa. Trên đời này còn có chuyện quái lạ như vậy hay sao? Trung Nhạc trừng mắt quan sát ngọn lửa đó, nó cũng rất khó chịu nhìn lại, sau cùng lại bực tức lên tiếng. Thiếu niên phục khi thần tộc kia, ta đang hỏi ngươi bây giờ là phục khi nào, đang tại vị, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Phục khi sao? Trung Nhạc bình tĩnh cười đáp. Ngươi đang nói Hy Hoàng trong truyền thuyết hay sao? Hy Hoàng độc nhất vô nhị, là thiên đế trong truyền thuyết, tất nhiên chỉ có một thôi, làm sao còn có người khác được đây? Hơn nữa ta cũng không phải phục khi thần tộc mà là nhân tộc. Không phải, không phải. Người trong chiếc đèn nhỏ kia nhảy cẫng lên, giống như ánh lửa bập bùng. Rất không phải, phục khi chỉ là danh xưng chứ không phải tên. Nó tượng trưng cho hoàng đế, cho thiên đế chí cao. Trước khi ta ngủ say thì đã có tới 9 phục khi. Phục khi đầu tiên lên ngôi 18.800 năm, rồi mới chuyển ngôi cho phục khi thứ hai là Dịch Di. Dịch Di lại nắm quyền 15.500 năm, rồi truyền lại cho Sư Dịch. Sư Dịch truyền cho Thái Hạo, Thái Hạo truyền tiếp cho Hạo Dịch, Hạo Dịch truyền cho Tiểu Hạo, Tiểu Hạo truyền cho Ký Tiết, Ký Tiết truyền cho Hy Hạo. Tổng cộng có tới 9 phục khi. Trung Nhạc tròn mắt. Hắn có nghe các vị tiền bối trong kiếm môn nói rằng phục khi là vua thời thượng cổ chỉ có một người. Vậy mà người trong chiếc đèn nhỏ này lại nói là có tới 9 người. Người đó đi tới đi lui trong tâm đèn rồi nói tiếp. Lần này rốt cuộc ta đã ngủ say bao lâu đấy? Tại sao tên nhóc kia còn không biết tới cả phục khi đây? Hắn rõ ràng là phục khi thần tộc, dù cho huyết mạch có rất loãng nhưng vẫn cứ là tộc nhân của ta. Nhân tộc là chủng tộc nào trong vạn tộc đấy? Sao ta lại chưa từng nghe nói tới như vậy? Ánh lửa kia nhảy ra khỏi đèn, đi tới cánh tay của Trung Nhạc. Khi nó di chuyển trên cánh tay mình, Trung Nhạc cảm thấy có chút nóng. Người đó lại nói. Khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra. Chuyện gì ta không biết hay sao? Giờ đang là lúc nào rồi? Lần ngủ say này rốt cuộc đã ngủ tới thời đại nào rồi? Trung Nhạc nhắc nhở. Nghe nói Hy Hoàng
là thánh hoàng của thời đại thượng cổ vạn năm trước rồi. Hiện giờ đang là thời đại nhân hoàng. Cơ mà ngươi là vật gì vậy? Hắn hảo não, quả thật không biết nên xưng hô thế nào với kẻ này. Ánh nửa đó lại nói: Ta là Tân Hóa, năm ấy toại hoàng. À quên đi, ngươi ngay cả phục khi còn không biết, nói cũng bằng thừa. Ngươi mau dẫn ta rời khỏi đây, để ta tìm truyền nhân tiếp nối Tân Hóa truyền thừa. Chúng ta thực hiện một vụ giao dịch, ta sẽ cho ngươi chút lợi ích trước vậy. Người đó đột nhiên biến mất, Trung Nhạc còn đang ngơ ngác thì đã thấy trong đầu vang lên giọng nói: Đây là công pháp ngươi quan tưởng để tu luyện hồn phách hay sao? Đường đường là phục khi thần tộc, vậy mà lại tu luyện thứ rẻ rách như này hay sao? Còn gì là mặt mũi của phục khi nữa đây? Đừng nhìn loạn nữa đi, ta ở trong thức hải của ngươi, ngươi chỉ cần tập trung tinh thần, nội liễm, quan tưởng trong đầu mình có một khoảng trời biển rộng lớn là có thể thấy ta được thôi. Ta dạy ngươi, ngươi nhớ làm theo. Sao? Quan tưởng thức hải ư? Điều này chẳng phải cần cảnh giới rất cao hay sao? Đệ tử ngoại môn chẳng mấy người làm được. Pháp môn ngươi chuyển cho ta, thực sự có thể quan tưởng ra thức hải sao? Trung Nhạc nửa tin nửa ngờ, thử theo phương pháp của người kia chuyển cho. Đột nhiên ánh mắt hoa lên, thì đã thấy bản thân đang đứng trên một hồ nước lớn. Nơi này nước trong như ngọc, rộng tới hơn 10 trượng, còn có một tòa kiếm môn đang trôi nổi ở phía trên. Tòa kiếm môn này hình như chia làm hai phần. Trung Nhạc kinh ngạc, hắn thực sự đã có thể nhìn thấy thức hải của mình. Hắn miệt mài tu luyện nhiều năm nhưng chưa từng thấy thức hải, chủ yếu do cảnh giới còn chưa đủ. Không ngờ rằng dưới sự chỉ dẫn của Tân Hỏa lại có thể lập tức làm được. Tốc độ tu luyện này nếu nói ra chắc sẽ không ai tin nổi. Trước mặt Trung Nhạc, Tân Hỏa như một ngọn lửa nhỏ bay qua bay lại trên thức hải. Tòa kiếm môn này là kết quả của pháp môn người quan tưởng hay sao? Đáng thương, thật sự là đáng thương mà. Đường đường là hậu duệ của phục khí, vậy mà ngay cả pháp môn tu luyện cũng coi như không có, lại phải tu luyện thứ pháp môn tầm thường này. Hơn nữa, người đã tu luyện khá lâu như vậy mà thức hải vẫn nhỏ như thế này. Thế là đủ biết pháp môn người tu luyện thấp kém thế nào rồi. Trung Nhạc đỏ mặt cãi lại: Đây là kiếm môn xuất khiếu, quan tưởng quyết. Cho dù không phải là pháp môn cao cấp gì, thế nhưng cũng không phải là loại vứt đi đâu. Là pháp môn luyện hồn tốt nhất mà ta đã có thể học được. Muốn thành luyện khí sĩ, trước tiên phải luyện hồn. Kiếm môn đối xử với đệ tử ngoại môn như nhau, đều truyền cho xuất khiếu quan tưởng quyết. Dùng pháp môn này có thể tạo nên một tòa kiếm môn trong thức hải. Chỉ cần hồn phách có thể thoát khỏi kiếm môn là có thể linh hồn xuất khiếu, rời bỏ cơ thể mà bay đi. Sao? Là pháp môn tốt nhất sao? Tân Hỏa cười lớn: Tu luyện cái thứ pháp môn này nửa nạc nửa mỡ, còn không rõ hồn phách là cái gì, bị một cơn gió thổi qua cũng đã tan rồi, bị ánh sáng chiếu vào cũng mất đi, bị sét đánh thì thành mây khói. Hồn phách này lại quá yếu ớt đi, gặp nước thì bị hòa tan, gặp lửa thì bị thiêu rụi, chạm đất thì hóa đá, quá là nguy hiểm. Phương pháp luyện hồn chân chính là quan tưởng thần thánh, bồi bổ hồn phách lên trời xuống đất, gặp gió không tan, gặp nắng không tránh, sét đánh không đối, nước không thể hòa tan, lửa không thể đốt rụi, đất không thể hóa đá được, đó mới là chính đạo. Trung Nhạc ngây ngốc nghe, Tân Hỏa nói không sai, một vị luyện khí sư của Bích Không Đường trong kiếm môn cũng từng nói qua. Người đó từng nói rằng tu luyện phương pháp này rất nguy hiểm, bắt buộc phải tu luyện ở trong Bích Không Đường. Trên không có trời, dưới không có đất, không thể tiếp xúc với vật có thuộc tính ngũ hành, nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể khiến cho hồn phi tan nát. Vậy tu luyện chính tông thì ra sao? Trung Nhạc không cam tâm cãi lại: Được, ta sẽ dạy cho ngươi. Tân Hỏa đứng trên vai của hắn đắc ý nói: Ngươi có thể tìm được ta thì cũng coi như là có duyên rồi, đáng ra cũng có thể nhận được Tân Hỏa truyền thừa. Có điều huyết mạch của ngươi quá nhạt, không phải người thích hợp. Ngươi giúp ta đi tìm phục khi thần tộc thuần huyết, ta dạy cho ngươi tu hành. Hồn phách của ngươi không quá kém, cố gắng một chút thôi cũng có thể tu luyện hỏa kỳ cung tại hoàng quan tưởng đồ. Tân Hỏa, ta thực sự không phải là thần tộc mà. Người bên cạnh của ta cũng đều là như vậy, bọn hắn chắc chắn cũng không phải là thần tộc đâu. Trung Nhạc lắc đầu nói tiếp: Nhân tộc
cũng có thể tu luyện hỏa kỳ cung tại hoàng quan tưởng đồ hay sao? Tân Hỏa cười nói, dù ta không biết năm đó Phục Kỳ thần tộc gặp chuyện gì mà rơi xuống cảnh này, nhưng người đúng là thần tộc, có thể tu luyện quan tưởng đồ của chúng ta. Một lúc sau, Trung Nhạc không thể không thừa nhận hỏa kỳ cung tại hoàng quan tưởng đồ này hơn xa kiếm môn xuất khiếu quan tưởng quyết y đã học. Kiếm môn xuất khiếu quan tưởng quyết dùng kiếm khí chặt đứt liên hệ của hồn phách và thân thể. Lúc ấy, hồn phách mới có thể rời khỏi thân thể. Đối với hồn phách hay thân thể đều để lại tổn thương rất lớn. Còn hỏa kỳ cung tại hoàng quan tưởng đồ lại là tu luyện tinh khí thần, nuôi dưỡng hồn phách. Hồn phách đủ mạnh thì có thể rời khỏi cơ thể để xuất khiếu, tác hại cũng không lớn. Nếu hồn phách đủ mạnh thì hoàn toàn có thể chống lại ngoại lực, nguy hiểm cũng giảm thiểu đi rất nhiều. Thức hải là nơi tinh thần tụ hội, tinh thần càng mạnh, thức hải càng lớn, quan tưởng cũng lại càng dễ dàng. Tân Hỏa đứng trên vai Trung Nhạc, hai mắt như phát sáng để vẽ lên trước mặt Trung Nhạc một bộ đồ án. Đó là tại hoàng đầu tiên của hỏa kỳ cung, được coi là thiên hoàng thượng đế, khai sáng ra kỳ nguyên hỏa kỳ. Tổng cộng có hơn 32 tại hoàng. Quan tưởng thần thánh thì quan tưởng một vị đế vương thống trị vạn tộc đã mở ra một thời đại đi. Người hãy nghĩ mình là tại hoàng ở trong hỏa kỳ cung thống trị chư thần vạn tộc. Trung Nhạc chợt khẩn trương, chỉ thấy đồ án có 3 tầng. Tầng đầu là tại hoàng, đầu rồng đuôi rắn thân người, đầu có sừng rồng, thân có vảy rồng, da thịt như thiên thư, ẩn tàng vô vàn đạo lý. Mới tầng đầu đã cực kỳ khó khăn, quan tưởng kiểu này cần phải có cả tinh khí thần, quan tưởng ra thần vận của tuệ hoàng. Một cường giả mở một thời đại được tôn xưng là thiên hoàng, thiên đế thật sự là vô cùng khó. Mà tầng thứ hai lại là hỏa kỳ cung, là thần điện của thượng đế. Tân Hỏa dùng mắt tạo ra hỏa kỳ cung đồ đã vô cùng giản lược, nhưng vẫn vô cùng phức tạp với Trung Nhạc. Hơn nữa, khí thế hùng cứ vạn cổ của cung điện kia lại quá khó có thể quan tưởng ra được. Tầng thứ ba là hỏa thụ ở trước mặt hỏa kỳ cung. Nó lớn vạn dặm, cao không thể nhìn, mây mù phiêu phủ quanh thân, còn có tiếng kêu của đại điểu lẩn khuất. Mỗi một chiếc lá của hỏa thụ này đều không giống nhau, muốn quan tưởng ra hỏa thụ hoàn chỉnh lại càng khó. Toàn bộ hỏa kỳ cung tọa hoàng quan tưởng đồ này quả thực rất khó luyện, khó gấp ngàn vạn lần so với kiếm môn xuất khiếu quyết. Sự tinh diệu e rằng cũng hơn xa cả vạn lần. Trung Nhạc quan sát thật kỹ một lúc rồi nghĩ, ta nếu muốn quan tưởng hoàn chỉnh ra tấm đồ này với tất cả chi tiết e rằng không thể nào được. Chỉ có thể quan tưởng thần vận của tọa hoàng, khí thế của hỏa kỳ cung cùng sự to lớn của hỏa thụ, chậm rãi nắm được tinh khí thần rồi mới từ từ hoàn thiện, đó mới là chính đạo. Hắn nghĩ đến đó thì nhắm mắt quan tưởng mình là tại hoàng, thân ở hỏa kỳ cung. Đúng lúc này, thức hải của hắn cũng dậy sóng, hồn phách của Trung Nhạc càng lúc càng lớn, hai chân biến mất, thay vào đó là đuôi rắn, đầu cũng biến đổi, biến thành đầu rồng. Đã có chút giống tọa hoàng trong tọa hoàng đồ. Không chỉ thế, thức hải cuồn cuộn tạo nên hỏa kỳ cung ở quanh người hắn, cùng với đó là một gốc cây từ từ mọc lên ở phía trước. Tân Hỏa trên đầu vai Trung Nhạc giật mình. Sao lại nhanh quan tưởng ra hỏa kỳ cung, tọa hoàng và hỏa thụ như thế được? Thần tộc này dù huyết mạch loãng thế nhưng khả năng lĩnh ngộ cũng không tồi, cũng không kém những thần tộc thần huyết ta đã gặp. Trung Nhạc tự hồ cũng cảm thấy sự thay đổi trong thức hải nên định mở mắt ra xem, nhưng ngay lập tức tọa hoàng đồ do tinh thần hắn tạo nên đã rung lên, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không được phân tâm, Tân Hỏa quát lên. Nếu ngươi phân tâm thì coi như phí công vô ích rồi, tinh thần cũng sẽ chịu tổn thương, sẽ càng khó có thể quan tưởng ra hỏa kỳ cung và tọa hoàng. Giờ tập trung duy trì, hoàn thành lần tu luyện này cho ta. Trung Nhạc bắt đầu tập trung chăm chú quan tưởng. Hỏa kỳ cung, hỏa thụ và tọa hoàng đã không còn rung động nữa, mà ngày càng trở nên hoàn chỉnh. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc cảm thấy tinh thần đã cạn. Hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn hỏa kỳ cung, hoa lệ xung quanh, lại càng giật mình khi nhìn lại bản thân mình. Nhìn dưới con mắt hồn phách đã thành tọa hoàng. Không cần kinh ngạc, đây chỉ là cảnh tượng quan tưởng ra, cũng chỉ tồn tại bên trong thức hải, hao phí tinh thần của ngươi, nhưng cũng đồng thời rèn luyện hồn phách của ngươi.
Tân Hỏa đứng trên vai hắn nói: Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng quan tưởng đồ không phải là thứ rách nát trước đây ngươi tu luyện đâu. Phương pháp đó chỉ có một chút xíu công dụng cho việc luyện hồn, chứ chẳng có ích gì cho việc tu luyện tinh thần. Ta chuyển cho ngươi Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng quan tưởng đồ cũng không những có thể luyện hồn mà còn có thể luyện tinh thần, khiến tinh thần của ngươi càng ngày càng mạnh. Trung Nhạc đang muốn đứng dậy rời khỏi Hỏa Kỳ Cung nhìn xem cảnh sắc bên ngoài thì bỗng nghe thấy một tiếng ầm, Hỏa Kỳ Cung sụp đổ, hỏa thụ cháy tan, ngay cả thân thể tọa hoàng mà hắn tạo ra cũng đang dần dần tan đi để lộ ra hồn phách của hắn. Sao? Đây là... Trung Nhạc hoảng sợ hỏi. Người nếu muốn đi ra khỏi Hỏa Kỳ Cung thì hồn phách phải xuất khiếu. Tân Hỏa cười nói. Mặc kệ là Hỏa Kỳ Cung hay là kiếm môn thì đều tượng trưng cho một cánh cửa. Bên trong cánh cửa là cơ thể của ngươi, bên ngoài cửa là phía ngoài thân thể. Mặc kệ ngươi muốn rời khỏi Hỏa Kỳ Cung hay là kiếm môn thì đều cần hồn phách xuất khiếu. Hiện giờ ngay mới chỉ tiếp xúc với Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng quan tường đồ mà đã có thể làm thế này rất là không tồi rồi. Vậy sao? Trung Nhạc mở to mắt vui vẻ nói. Sắc mặt Tân Hỏa lập tức lạnh lên, hai tay cũng không ngừng đập lên bờ vai tạo ra từ hồn phách của hắn. Hậu duệ của Phục Khí không được kiêu ngạo, ngươi còn kém xa người truyền thừa của Tân Hỏa. Những người thuần huyết nhận được truyền thừa đó chỉ cần như một lần thôi đã có thể quan tưởng ra hình dạng hoàn chỉnh. Người mới chỉ tạo được hình dạng mơ hồ mà thôi, còn cần tiếp tục khổ luyện rất nhiều. Trung Nhạc qua lại nhìn nói. Thần tộc thuần huyết đáng sợ như vậy sao? Có điều họ là thần tộc, còn ta là nhân tộc, tất nhiên là kém hơn rồi. Cần cù có thể bổ sung cho kém cỏi. Ta chăm chỉ tu luyện, ta không tin rằng sẽ mãi mãi thua kém bọn họ. Tân Hỏa cũng hơi hòa hoãn lại, trong lòng thầm nghĩ. Cần cù bổ sung kém cỏi sao? Ngộ tính cao hơn người, lại chăm chỉ hơn người, còn muốn người khác sống hay sao? Khả năng lĩnh ngộ của Trung Nhạc chỉ là bình thường trong số các đời truyền thừa của Tân Hỏa. Có điều, những người đó đều là thuần huyết Phục Khí thần tộc. Trung Nhạc có thể làm được thế này cũng đã vượt xa tưởng tượng của Tân Hỏa. Tinh thần của ngươi quá kém, mới quan tưởng một lần đã cạn kiệt rồi, cần phải nghỉ ngơi một chút đi. Chỉ cần tu luyện Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng thêm vài lần thì tinh thần của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, có thể khiến tinh thần hóa thật, ánh mắt có thần, lúc đó mới xem như có chút thành tựu. Tân Hỏa nhìn Thức Hải chỉ còn hơn 10 trượng của hắn cười nói. Trung Nhạc ngẩn người. Sao? Tinh thần hóa thật, ánh mắt có thần mới coi là tiểu thành sao? Đó là chuyện mà luyện khí sĩ mới có thể làm. Ta có thể làm được thật hay sao? Hắn bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt nên không tự chủ được nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Quả nhiên lần quan tưởng vừa rồi rất hao phí tinh thần. Tân Hỏa cũng rời khỏi Thức Hải của hắn trở về trong đèn. Bốn phía chung quanh tràn ngập khí đen, không ngừng có những âm thanh vang vọng truyền tới. Nó ngơ ngác quay ra nhìn Trung Nhạc, rồi lại nhìn về khí đen. Rốt cuộc ta đã ngủ bao lâu đây? Vì sao Phục Khí thần tộc năm đó lại trở thành thế này? Khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa khí đen này là cái gì? Thằng nhóc thần tộc này mới nói bây giờ là thời đại nhân hoàng. Nhân hoàng là thời đại gì đấy? Bên trong Thức Hải của Trung Nhạc, tinh thần như nước chảy không ngừng, chậm rãi làm đầy Thức Hải. Sau mấy canh giờ, Trung Nhạc mới tỉnh lại. Hắn nghĩ một chút rồi lập tức tiến vào Thức Hải. Trong lòng cũng liền cảm thấy vui vẻ, vì Thức Hải vốn chỉ có 10 trượng, nay đã lớn hơn 20 trượng. Nên biết rằng hắn tu luyện kiếm môn xuất khiếu quyết mấy năm nay mới được Thức Hải hơn 10 trượng. Vậy mà chỉ tu luyện Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng quan tưởng đồ một lần đã có thể khiến cho tinh thần lớn hơn gấp đôi. Có pháp môn quan tưởng thế này thì Tân Hỏa rốt cuộc có lai lịch như thế nào đấy? Hắn bình tĩnh lại tiếp tục thử quan tưởng Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng. Vì tinh thần đã mạnh gấp đôi nên lần này cũng dễ dàng quan tưởng Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng và hỏa thụ. Sau một lúc lâu, hồn phách của Trung Nhạc mở mắt ra, chỉ thấy Hỏa Kỳ Cung do tinh thần tạo ra đã ổn định hơn trước rất nhiều. Dù lần quan tưởng này tốn khá nhiều tinh thần nhưng cũng vẫn còn thừa gần nửa. Thức Hải, sao lại còn thừa nhiều tinh thần như vậy? Chẳng lẽ còn có thể rời khỏi Hỏa Kỳ Cung hay sao? Trung Nhạc chợt cảm thấy giật mình,
hắn tu luyện 6 năm cũng không thể khiến hồn phách xuất khiếu. Vậy mà hôm nay chỉ hai lần quan tưởng Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng quan tưởng đồ thì đã có cảm giác có thể để cho hồn phách xuất khiếu rồi. Trong Hỏa Kỳ Cung, hồn phách của Trung Nhạc đã hóa thành tọa hoàng, bắt đầu bước ra khỏi Hỏa Kỳ Cung. Theo bước chân hắn đi, tinh thần cũng lập tức giảm đi. Một bước, hai bước, ba bước, tinh thần trong thức hải nhanh chóng cạn kiệt. Đến khi bước ra bước thứ 9 thì Trung Nhạc đã ra tới trước cửa Hỏa Kỳ Cung. Chỉ nửa bước nữa là có thể ra ngoài. Có điều, ngay lúc này tinh thần của hắn đã cạn kiệt. Cuối cùng, bước thứ 9 của hắn cũng đã đặt xuống, thức hải cũng triệt để cạn. Bên tai hắn vang lên một âm thanh kinh thiên động địa, như sấm mùa xuân đánh xuống, phá tan màng nhĩ. Trước mắt Trung Nhạc đã hoàn toàn thay đổi, giống như đột nhiên bước vào một không gian hoàn toàn mới. Giờ phút này, hồn phách của hắn đã rời khỏi cơ thể để đứng ngay trước người. Đây chính là xuất khiếu. Trung Nhạc kích động, hắn cuối cùng cũng có thể khiến hồn phách xuất khiếu. Hắn 9 tuổi đã gia nhập kiếm môn, đến nay đã 6 năm. 6 năm cần cù tu luyện, khắc khổ hơn người khác cả trăm lần, thế nhưng thủy chung không thể xuất khiếu. Vậy mà giờ mới quan tưởng Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng vài lần đã có thể xuất khiếu. Trung Nhạc vừa sợ vừa mừng, hận không thể khóc lớn, cười lớn một lần để thoải mái phát ra sự vui vẻ. Ánh sáng bập bùng, tân hỏa từ cái đèn nhỏ đi ra đối diện với Trung Nhạc. Lúc này Trung Nhạc mới phát hiện hồn phách của mình không lớn hơn tân hỏa lắm. Hai kẻ bé nhỏ đối mặt quan sát nhau rồi đồng thời nở nụ cười. Ngươi hiện giờ đã có thể xuất khiếu, cũng coi như đã bắt đầu tập đi, vẫn còn cách luyện khí sĩ một khoảng rất xa. Tân Hỏa tập trung nhìn hắn rồi nói, cảnh giới xuất khiếu vốn đã rất thấp, hồn phách của ngươi lại quá yếu, ngay cả tế hồn cũng không nổi, càng không thể cảm ứng linh. Sao? Tế hồn sao? Hồn phách Trung Nhạc trở về trong cơ thể, hắn lại cảm thấy đầu váng, mắt hoa, rõ ràng là hậu quả của việc tinh thần bị cạn kiệt. Trung Nhạc cố nén cảm giác buồn ngủ nói, trong 5 vạn ngoại môn đệ tử của kiếm môn có không tới 1000 người tế hồn được, tế hồn có thể là việc dễ dàng hay sao? Trong lúc nói chuyện, hắn cảm thấy tinh thần mình khôi phục đôi chút, chỉ là tốc độ chậm hơn so với khi ngủ rất nhiều. Nếu muốn nhanh chóng khôi phục thì vẫn cần ngủ một giấc. Tế hồn là một cảnh giới khác sau hồn phách xuất khiếu, đó là việc đem hồn phách phụ lên vật, có thể lợi dụng nó để phi hành. Có điều, tế hồn cần hồn phách cực kỳ mạnh, vô cùng khó khăn. Có thể tế hồn đều là người tài giỏi trong ngoại môn đệ tử. Tế hồn khó như vậy sao? Tân Hỏa đứng trên vai của hắn buồn chán nói, tới lần quan tưởng sau thì ngươi đã có thể tế hồn rồi. Mí mắt của Trung Nhạc càng ngày càng hạ xuống, hắn lẩm bẩm nói, có thể nhanh như vậy hay sao? Đến khi hắn tỉnh lại thì lập tức kiểm tra thức hải, thấy thức hải đã lại lớn hơn một phần thì hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Nói không chừng lần này ta thực sự có thể tế hồn. Sao? Sao ta lại gầy như thế này? Hắn cúi đầu nhìn thì thấy trong vòng 3 ngày ngắn ngủi mình đã gầy đi rất nhiều, gần như chỉ còn da bọc xương, nên trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trung Nhạc dù chỉ mới 15 nhưng tố chất thân thể cũng là số 1 số 2 trong mấy vạn đệ tử ngoại môn kiếm môn. Hắn là một trong số ít những đệ tử ngoại môn kiếm môn tu luyện võ đạo. Võ đạo cũng không quá quan trọng với luyện khí sĩ, rất ít khi nghe thấy có luyện khí sĩ tu luyện võ đạo có thể đạt được thành tựu. Vì thế kiếm môn cũng không quá nhiệt tình với võ đạo. Kiếm môn chủ tu kiếm khí, đầu tiên lĩnh ngộ ra linh, sau đó luyện kiếm khí. Luyện khí sĩ bình thường của kiếm môn đều có thể tạo ra 3 thức kiếm khí cực kỳ kiên cố. Có điều kiếm môn dù sao cũng là thánh địa lâu đời, cũng có truyền thừa võ đạo, hơn nữa cũng không cấm đệ tử ngoại môn tu luyện. Thứ công pháp Trung Nhạc kiếm được ở ngoại môn tên là Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết, là một pháp môn quan tưởng, đến từ một bộ lạc lấy giao long làm đồ đằng làm biểu tượng. Quan tưởng đang có giao long quấn quanh người, cơ thể to lớn, người như có được thêm sức mạnh của giao long nên vô cùng mạnh mẽ. Trung Nhạc miệt mài tu luyện nên nay đã có thể trạng tốt hơn các đệ tử ngoại môn khác vô số lần. Hắn khổ tu môn công pháp này cũng vì xuất thân nghèo khó nên phải thường xuyên xuống núi hái thuốc luyện đan, vì thế cần có thứ để bảo vệ tính mạng. Giao long đồ đằng nhiễu thể quyết
khiến cho hắn có thể tìm được đường sống khi đối đầu với mãnh thú, chỉ để lại trên người vài vết thương chứ không nguy hiểm tới tính mạng. Vậy mà chỉ 3 ngày, cơ thể tu luyện cường tráng ấy lại gầy rộc đi, Trung Nhạc đúng là hơi không thể tin tưởng. Có điều, dù cơ thể gầy gò đi nhưng hắn cũng không cảm thấy mình yếu đi, vẫn tràn đầy sức mạnh. Tu luyện Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ cần rất nhiều năng lượng, cơ nhục trong cơ thể ngươi đều đã mất đi vì 2 lần tu luyện. Tân Hỏa tiếp tục giải thích. Thân thể của ngươi không tồi, xem ra là ngươi có tu luyện công pháp luyện thể phải không? Ngươi làm rất tốt, thân thể, tinh thần, hồn phách, 3 mặt trợ giúp lẫn nhau. Muốn đạt được thành tựu lớn thì nhất định phải tu luyện thân thể cho tốt vào. Nếu thân thể hơi yếu thì e rằng ngay lần đầu tiên ngươi quan tưởng Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ thì đã chết rồi. Trung Nhạc giật mình, thất thanh hỏi. Tu luyện công pháp này còn có thể chết người hay sao? Tất nhiên, tinh thần và cơ thể liên kết với nhau. Thân thể mạnh mẽ thì tinh thần mới có thể lớn mạnh được. Tinh thần tiêu hao thì cơ thể cũng sẽ mất đi năng lượng. Quan tưởng tiêu hao tinh thần thì cơ thể cũng mất đi năng lượng. Thân thể quá yếu thì tuyệt đối có thể chết được. Tân Hỏa cười nói tiếp. Cũng may thân thể của ngươi không quá tệ nên mới quan tưởng được 2 lần. Có điều nếu như tiếp tục có lần thứ 3 thì chắc chắn sẽ thành một bộ xương khô. Hiện tại ngươi nhất định phải ăn, hơn nữa phải ăn rất nhiều. Có thể ăn được bao nhiêu thì phải ăn bấy nhiêu. Tốt nhất là không ăn ngũ cốc mà phải ăn linh đan rượu dược. Nếu không thân thể của ngươi sẽ bị rút hết năng lượng mất thôi. Sao? Linh đan rượu dược ư? Đệ tử hàn môn như ta có thể ăn no thì cũng không tệ rồi. Nếu như chỉ ăn linh đan rượu dược thì ta làm sao có thể cung cấp nổi đây? Trung Nhạc lắc đầu, nâng lên đèn đồng nhỏ này chuẩn bị đi trở về kiếm môn. Đột nhiên hắn dừng bước lại rồi quay trở lại. Tiểu đồng Tân Hỏa tò mò nhìn hắn, chỉ thấy hắn từ trong sọt thuốc lấy ra cây cuốc hái thuốc, hao tốn nửa canh giờ đào ra một cái hố, hướng về bộ hài cốt kia bái vài cái, rồi mới đem bộ hài cốt chuyển vào trong hố, sau đó lấp đất lại, lại bái vài cái nữa, lúc này mới đứng lên cầm theo chiếc đèn rời đi. Tiểu đồng ở trong đèn ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, lặng lặng chờ hắn làm xong mọi việc. Nhìn thấy Trung Nhạc đem đèn treo ở trước ngực, dọc theo vách đá trèo lên, lúc này mới nhịn không được nói. Người đường đường là thần tộc, vậy mà lại không biết bay, vẫn cần nhờ hai chân để di chuyển, thật sự là làm mất hết mặt mũi của thần tộc mà. Thần huyết thần tộc trời sinh đã là thần thánh, chỉ cần cái đuôi khẽ động thôi là có thể ngự khí phi hành rồi. Trung Nhạc vừa trèo lên vách núi vừa cười nói. Ta không phải thần tộc, cũng không có cái đuôi, tự nhiên cũng sẽ không biết phi hành rồi. Tiểu đồng Tân Hỏa từ trong đèn nhảy ra, ở trên quần áo của hắn đi lại, sờ sờ xương đuôi của hắn rồi lắc đầu nói. Người cũng có cái đuôi, chỉ là không có mọc ra thôi. Lúc trước ta gặp được Phục Hy thần tộc đều mọc ra một cái đuôi rắn. Tại sao cái đuôi của ngươi lại không mọc ra như vậy? Ngươi không tin sao? Vậy ngươi sờ thử ở giữa cái mông của ngươi đi, nhìn xem có phải là có dấu vết của xương đuôi không. Trung Nhạc hướng sau lưng sờ thử, quả nhiên sờ trúng xương đuôi của mình, trong lòng hơi run. Chẳng lẽ nhân tộc ta thật sự là hậu duệ của Phục Hy thần tộc sao? Điều này không có khả năng. Nhân tộc của ta có thể nói là chủng tộc nhỏ yếu nhất rồi, thấp kém nhất trong vạn tộc. Làm sao lại có thể là hậu duệ của hoàng tộc tôn quý nhất thần tộc được? Hắn bình tĩnh trở lại, dùng sức trèo lên trên vách núi. Nhờ có Tân Hỏa cùng chiếc đèn đồng này nên khói đen không cách nào xâm nhập. Trung Nhạc rất nhanh liền leo lên tới đỉnh núi. Nhìn về bốn phía thì thấy cả trời đất đã bị khói đen bao phủ lại. Tân Hỏa, ngươi có thể nhìn thấy bên trong khói đen này rốt cuộc có cái gì không? Hey, đường đường là thần tộc, vậy mà lại không biết dùng thần nhãn của mình để nhìn. À đúng rồi, thần nhãn của ngươi cũng đã thoái hóa rồi. Ngươi sở mi tâm của mình có phải hơi lõm xuống một chút hay không? Nơi đó chính là con mắt thứ 3 của Phục Hy thần tộc, cũng là vị trí của thần nhãn. Trung Nhạc sở lên mi tâm của mình, quả nhiên sở trúng một chỗ có chút lõm xuống. Trong lòng lại càng thêm nghi ngờ, hắn thầm nghĩ. Toại Hoàng bên trong Hỏa Kỳ Cung, Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ cũng là mọc ra con mắt thứ 3. Chẳng lẽ nhân tộc chúng ta cũng có con mắt thứ 3 hay sao? Ánh sáng của chiếc đèn đồng rách nát kia dần dần sáng lên, chiếu rọi khoảng cách càng ngày càng xa.
Tuy khói đen nồng nặc vô cùng, nhưng ánh sáng này giống như có thể xuyên thấu hết thảy âm mai. Trung Nhạc thuận theo ánh đèn nhìn sang bốn phía, trong lòng không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy một cái chân to lớn từ trên trời giáng xuống, dẫm vào trong thâm cốc. Cái chân này không có máu thịt, chỉ còn lại có xương cốt trắng hếu, lớn khoảng nửa mẫu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ở trong khói đen trước mặt hắn đang đứng một cái bạch cốt cự nhân, trên người khoác lên khôi giáp rách dưới. Trên khôi giáp che kín những miếng đồng màu xanh đã rỉ sét, pha tạp đến không chịu nổi, tựa như đã trải qua sự ăn mòn của ngàn vạn năm tuế nguyệt vậy. Trên xương cốt của bạch cốt cự nhân hiện đầy các hoa văn đẹp đẽ, giống như đồ án đồ đằng trải rộng trên tất cả xương cốt. Hắn mở ra hai chân đi thẳng về phía trước, sau lưng kéo theo cái đuôi thật dài, lắc qua lắc lại, cũng không biết là chủng tộc gì. Đột nhiên một lá cờ rách dưới lặng yên lướt ngang qua trước mặt Trung Nhạc, lơ lửng ở giữa không trung, lại có từng cái chân lớn bằng xương từ trên trời giáng xuống, lặng yên đi lại ở trong khói đen. Chỉ cần mu bàn chân của những cái chân này cũng đã lớn hơn Trung Nhạc rất nhiều lần. Cũng có không ít bạch cốt cự nhân từ dưới đất bay lên rồi nhập vào trong đại quân bạch cốt này, mà mặt đất lại không bị tổn hại chút nào. Những bạch cốt cự nhân này trên xương cốt đều trải rộng hoa văn đồ đằng, trải qua năm tháng dài dòng vẫn không bị phai mờ. Bọn họ tựa như không có hình thể chân chính, gặp núi thì xuyên núi mà qua, gặp nước thì đạp nước mà đi, đi theo phía sau của lá cờ bên trên không trung. Chỉ có lúc gặp được những sinh linh còn sống thì mới hút đi một thân máu thịt của đối phương. Lại có cự thú xuất hiện, trên người còn treo lấy máu thịt đã bị hư thối, trong đầu lâu lập lòe quỷ hỏa. Bạch cốt cự nhân nhảy lên người cự thú. Có vài cự nhân trên người còn dính lấy máu thịt của các sinh linh, máu thịt lại đang ngọ nguậy, trông rất là quỷ dị. Mà ở chỗ xa hơn cũng có từng lá cờ rách dưới đang bay múa ở giữa không trung. Lại càng xuất hiện nhiều cự nhân và cự thú hơn nữa. Chỉ là khoảng cách quá xa nên Trung Nhạc nhìn không tới, chỉ có thể nhìn thấy nhiều đóa quỷ hỏa âm trầm đang chuyển động. Đó là ánh mắt của những cự nhân và cự thú. Trung quanh Kiếm Môn Sơn vốn là cây cối tùm, dãy núi xanh biếc, vậy mà giờ phút này giống như biến thành ma vực, có sự quỷ mị hoành hành. Những thứ này là ma hồn, là oán khí của thần ma sau khi chết đi ngưng tụ lại, không tiêu tan, hình thành thành ma hồn. Oán khí lại mạnh như vậy, nơi này nhất định đã từng xảy ra chuyện gì rất kinh thiên động địa, làm cho oán khí của những người này không chịu tiêu tan. Hơn nữa ma hồn của những thần ma sau khi chết đi rốt cuộc là đang tìm thứ gì đây? Những người này đã chết rồi vẫn còn muốn tìm kiếm, nhất định là bảo vật gì đó rất bất phàm rồi. Trung Nhạc giật mình nói bọn họ đều là thần tộc, có thần tộc cũng có ma tộc, bất quá đa số đều là thần tộc cấp thấp cả. Chỉ có các loại như Phục Khí, Nữ Oa, Hoa Tư, Yểm Tư, chín đại tộc mới thật sự là hoàng giả bên trong thần tộc, huyết thống mới là cao quý. Trong cơ thể ngươi có huyết mạch của Phục Khí thần tộc, chỉ tiếc là quá mỏng manh, đều thua xa những thần ma đã chết này, không thích hợp để truyền thừa tân hóa. Nếu không ngươi chính là truyền nhân đời này của tân hỏa rồi. Trung Nhạc nhận rõ phương hướng rồi đi về phía Kiếm Môn Sơn. Chờ cho hắn đi ra khỏi Tụ Vân Sơn thì ma hồn trong khói đen đã tản đi. Lại chờ thêm nửa ngày, khói đen cũng biến mất không thấy đâu nữa. Ma hồn và khói đen tản đi, tiểu đồng tân hỏa ở trong đèn không có thanh âm. Mấy ngày nay nhờ có tiểu sinh linh kỳ lạ này làm bạn nên Trung Nhạc cũng không cảm thấy cô đơn. Bây giờ tiểu đồng tân hỏa đột nhiên không nói gì nữa, hắn lại cảm thấy có chút không quen thuộc. Hắn xốc lên chụp đèn rồi nhìn vào, chỉ thấy tiểu đồng tân hỏa trên bức đèn đã biến mất, chỉ còn lại ngọn lửa bằng đầu ngón tay. Tân hỏa, ngươi còn ở đó không? Trung Nhạc quơ quơ chiếc đèn hỏi. Đừng làm phiền ta. Ngọn lửa lắc lư, mơ hồ lộ ra cái đầu lớn bằng ngón tay của tân hỏa. Nó vừa ngáp vừa nói. Ta mấy ngày hôm nay đốt đèn để chống cự khói đen, hơi mệt mỏi nên cần phải nghỉ ngơi. Ta phải nhanh chóng tìm được truyền nhân cho tân hỏa rồi ở nhờ trong linh hồn của hắn ta. Nếu không ta cũng kiên trì không được vài năm sẽ dập tắt thôi. Ta đã ngủ quá lâu rồi, không mạnh bằng trước kia. Nó lại mơ màng ngủ tiếp. Trung Nhạc suy nghĩ một lát, đem chiếc đèn để trong sọt thuốc, dùng dược liệu che lại rồi mới trở về Kiếm Môn. Đãi ngộ của đệ tử ngoại môn đã luyện thành hồn phách xuất khiếu và không có luyện thành hồn phách xuất khiếu là hoàn toàn khác nhau. Luyện thành hồn phách xuất khiếu chẳng những được ở lại thượng viện
mỗi tháng có thể nhận được 10 viên vũ linh đan, còn được truyền thụ công pháp cao thâm hơn. Ta không bằng trước tiên đi ngoại môn bích không đường, thông qua kiểm tra, đem đãi ngộ của mình tăng lên rồi lại nói sau. Trung Nhạc đi thẳng đến bích không đường, một tháng mới tổ chức kiểm tra hồn phách xuất khiếu một lần, nay vừa đúng thời gian khảo hạch, nếu bỏ lỡ thì chỉ có thể đợi đến tháng sau. Đệ tử ngoại môn có rất nhiều, khoảng chừng hơn 5 vạn người, nên Trung Nhạc biến mất hơn 3 ngày cũng không có làm cho kiếm môn chú ý. Giống như hắn chỉ là một tiểu nhân vật xuất thân từ bộ lạc nhỏ Trung Sơn Thị, cho dù chết ở bên ngoài thì chỉ sợ cũng chẳng có ai quan tâm đến. Lúc kiểm tra hồn phách xuất khiếu thì không thể dùng hỏa kỳ cung, toại hoàng quan tưởng đồ mà Tân Hỏa dạy cho ta được. Chỉ có thể dùng xuất khiếu quan tưởng đồ, pháp môn của kiếm môn. Chẳng biết dùng pháp môn này có thể xuất khiếu được hay không nữa đây. Trung Nhạc có chút lo lắng, vì kiếm môn đối với truyền thừa coi trọng cực kỳ. Nếu mình bị phát hiện tu luyện không phải công pháp của kiếm môn, bị đuổi ra khỏi kiếm môn là chuyện nhỏ, lỡ vì vậy mà bị mất mạng thì thua thiệt lớn. Khi đến bích không đường, chỉ thấy trong bích không đường có hơn 100 đệ tử ngoại môn đang tụ tập ở đây chờ đợi để kiểm tra. Có vài người đệ tử trong tay còn cầm đồ đằng thần trụ, ở trên có hoa văn được vẽ từ máu của dị thú. Đồ đằng trụ là thần trụ mà các bộ lạc nhân tộc trong đại hoang dùng để tế tự, có nhiều tác dụng thần kỳ, dùng để tầm bổ hồn phách hiệu quả rất tốt, để tu luyện hay quan tưởng lại càng làm chơi ăn thật. Có tư cách cầm đồ đằng thần trụ trong tay đều là nhân vật quan trọng ở trong bộ lạc. Chỉ có luyện khí sĩ mới có thể luyện chế đồ đằng thần trụ, nên thứ này chỉ những bộ lạc có luyện khí sĩ mới có được. Mà linh của luyện khí sĩ cũng là một loại đồ đằng, tên là đồ linh, ý chính là đồ đằng chi linh. Linh cùng đồ đằng trong đó có quan hệ mật thiết. Có bộ lạc bởi vì đồ linh của luyện khí sĩ là một con huyền quy, vì vậy cả bộ lạc liền lấy huyền quy làm đồ đằng. Mà bộ lạc tế tự huyền quy cũng ở một mức độ nào đó tăng lên tu vi cho vị luyện khí sĩ kia. Về phần bộ lạc không có luyện khí sĩ, đương nhiên sẽ không có đồ đằng thần trụ. Trung Nhạc xuất thân từ bộ lạc Trung Sơn, càng là bộ lạc nhỏ nhất, tất nhiên cũng sẽ không có loại bảo vật này. Trung Nhạc mới vừa tới bích không đường thì đột nhiên nghe được thanh âm xôn xao truyền đến, đám người bắt đầu chuyển động. Chết người rồi, chết người rồi, có người bị đánh chết trong lúc kiểm tra, hồn phi phách tán tại chỗ rồi. Trung Nhạc giật mình, chỉ thấy từ trong bích không đường đi ra hai tên nam tử mặc áo trắng, đang mang theo thi thể của một thiếu niên, là tên đệ tử đã chết ở trong kiểm tra. Một màn này lại làm cho rất nhiều đệ tử ngoại môn trong lòng hồi hộp. Kiểm tra hồn phách xuất khiếu cực kỳ khắt khe, chỉ có hồn phách xuất khiếu vẫn chưa thể thông qua, còn phải kiểm tra cường độ hồn phách, ý chí chiến đấu. Trong đó có rất nhiều chỗ hung hiểm, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị thương. Thậm chí xảy ra tai nạn chết người cũng là chuyện bình thường. Bên ngoài bích không đường, những đệ tử ngoại môn đến đây khảo hoạch đều cảm thấy trong lòng bất an. Bọn họ đều có nghe nói lúc kiểm tra ở bích không đường có thể xảy ra tai nạn, nhưng nghe nói khác với tận mắt nhìn thấy, đả kích đối với tâm linh của bọn họ càng mạnh hơn nữa, lại làm cho rất nhiều người trong lòng đều e dè, đã có ý muốn lui lại. Trung Nhạc cất bước đi thẳng về phía trước, nghĩ thầm: tu hành chi đạo ở chỗ mạnh mẽ tiến tới, nếu là trong lòng thất bại thì hết thảy đều thất bại, còn nói gì đến tu hành đây. Trước bích không đường, bạch y lão giả quản lý đường này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như không có nhìn thấy Trung Nhạc tới, lạnh nhạt hỏi: đến từ thị tộc nào? Bộ lạc Trung Sơn, Trung Sơn Thị, Trung Nhạc. Bạch y lão giả ngẩng đầu quan sát Trung Nhạc một lát: vào đi thôi, kế tiếp đến từ thị tộc nào? Bộ lạc Vị Thủy, Thủy Đô Thị, Thủy Thanh Nhân. Trung Nhạc đi vào bên trong bích không đường, đột nhiên nghe được từ sau lưng truyền đến một âm thanh êm tai dễ nghe: Trung Nhạc sao? Trung Sơn Thị, Nhạc ca ca, thật là ngươi sao? Mấy ngày không gặp, ngươi như thế nào lại gầy thành như thế này vậy? Trung Nhạc quay đầu nhìn lại thì thấy một thiếu nữ cùng đi vào bích không đường. Cô gái này cũng mới 13-14 tuổi, mặt đẹp da trắng, đầu đội nón làm bằng lông cừu trắng, cả người đều tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ, lưng còn cõng một cái đồ đằng thần trụ, xinh xắn, tung tăng như chim sẻ, đi tới bên cạnh của hắn nói: quả nhiên là ngươi, mấy hôm trước lúc ta tìm ngươi thì thấy ngươi không ở đây,
làm ta sợ muốn chết luôn. Người thế nào lại gầy thành ra như vậy? Mới vừa rồi ta suýt nữa không nhận ra ngươi kìa. Thiếu nữ này tên là Thủy Thanh Nghiên, tới từ bộ lạc Vị Thủy, trong số 3000 bộ lạc của Đại Hoang. Vị Thủy có nhiều bãi bùn, vì vậy bộ lạc Vị Thủy bị trở thành thủy đồ thị. Các tộc nhân cũng thường lấy thủy làm họ của mình. Trung Nhạc và Thủy Thanh Nghiên quen biết cũng đã lâu. Năm ngoái, lúc Trung Nhạc từ quê trở về Kiếm Môn, lẻ loi một mình vượt qua Đại Hoang từ bộ lạc Trung Sơn đi đến Kiếm Môn, thì trên đường bất ngờ gặp được nàng. Phụ mẫu của Thủy Thanh Nghiên ở trong thủy đồ thị có địa vị khá cao, nên có hơn 10 vị thợ săn trưởng thành hộ tống nàng tiến đến Kiếm Môn. Chỉ tiếc rằng trên đường đi lại gặp phải thú triều tập kích, chỉ có mỗi Thủy Thanh Nghiên còn sống. Mắt thấy thiếu nữ sắp chết dưới miệng mãnh thú, là Trung Nhạc đã cứu nàng. Vết sẹo trên cánh tay trái của Trung Nhạc cũng do cứu Thủy Thanh Nghiên mà bị mãnh thú cắn cho một cái. Trung Nhạc còn hộ tống nàng tới Kiếm Môn. Trải qua sự việc này, Thủy Thanh Nghiên đối với hắn rất là thân mật, luôn gọi Trung Nhạc là Nhạc ca ca. Ở Thanh Nghiên, người đã làm được hồn phách xuất khiếu rồi sao? Trung Nhạc sợ hết hồn, khó có thể tin nói. Người mới tu luyện có một năm mà. Nói tới đây, Trung Nhạc đột nhiên không nói tiếp nữa, bởi vì hắn lại nghĩ tới mình. Tốc độ tu luyện của Thủy Thanh Nghiên đã xem như rất nhanh, gia nhập Kiếm Môn mới có một năm đã có thể đi tới Bích Không Đường để kiểm tra hồn phách xuất khiếu. So với đa số đệ tử ngoại môn mà nói, quả thực là quá nhanh. Nhưng so với Trung Nhạc tu luyện Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tường Đồ mà Tân Hỏa dạy, chỉ dùng vài canh giờ liền làm được hồn phách xuất khiếu. Loại tốc độ này nếu nói ra tuyệt đối sẽ không có ai tin tưởng. Đương nhiên, Trung Nhạc đã tu luyện được vài năm, đến bây giờ mới đột phá đến cảnh giới xuất khiếu. Tư chất như vậy đặt trong mấy vạn đệ tử ngoại môn cũng chỉ là trung thượng, sẽ không gây ra bao nhiêu chú ý. Hai người đã đi vào bên trong Bích Không Đường, chỉ thấy tòa Bích Không Đường này hoàn toàn chính xác có thể làm được rất tốt hai chữ Bích Không. Dưới chân bọn họ là bình chướng vô hình, phía dưới bình chướng thì là trời cao vạn trượng, mỹ lệ hùng sơn liên miên phập phồng, cơ hồ có thể đem 10 vạn dặm đại hoang thu vào trong mắt. Mây trắng lượn lờ bay qua dưới chân bọn hắn, dõi mắt nhìn thì thấy có thể thấy rất nhiều cảnh sắc kỳ lạ của đại hoang. Có băng sơn trắng như tuyết, có đại thụ bao phủ trăm ngàn dặm, có sông lớn gào thét lao nhanh, có hoa sen lớn đến mức không thể tưởng tượng, vô cùng bao la hùng vĩ. Mà ở trên đỉnh đầu bọn hắn lại có liệt nhật treo cao, có minh nguyệt rủ xuống, tựa như khoảng cách giữa hắn và mặt trời, mặt trăng, ngôi sao gần hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này trong Bích Không Đường đã có hơn 10 người đang tụ tập trước một tòa đài cao. Tòa đài cao này rộng khoảng trăm trượng, ở trung tâm dựng đứng một cánh cửa có hình dạng như thanh kiếm. Trên đài cao đang diễn ra một trận chiến kịch liệt. Một vị thiếu niên khoảng 15-16 tuổi đang quyết đấu với một con dị ma toàn thân ngăm đen. Cánh tay của dị ma kia giống như là chân trước của con bọ ngựa, hai chân nó cong về phía trước, tốc độ di chuyển rất nhanh, qua lại như gió. Ở trên đài hóa thành một đạo bóng đen bay múa xung quanh thiếu niên kia. Hai tay giống như hai thanh lưỡi hái của nó không ngừng chém về phía thiếu niên, mà thiếu niên kia chỉ có thể trái ngăn phải đỡ, trên người có máu tươi không ngừng chảy ra, thỉnh thoảng còn bị chém trúng, tràn đầy nguy cơ. Chung quanh đài cao có một tầng giam cầm vô hình phong tỏa lại, dị ma kia không có cách nào chạy ra ngoài. Nó trời sinh tính lại khát máu, vì vậy chỉ có thể liều mạng công kích về phía thiếu niên. Bên một tòa đài cao khác, mấy vị giám khảo áo trắng yên tĩnh ngồi đấy chờ đợi kết quả chiến đấu. Dị ma này là ma tộc cấp thấp do Kiếm Môn nuôi dưỡng, dùng cho kiểm tra loại này. Nó có tốc độ nhanh, sức mạnh lại lớn, cánh tay như đao, nếu gần người chiến đấu chắc chắn sẽ thua thôi. Ở dưới đài có vài tên đệ tử ngoại môn quần áo hoa mỹ, hiển nhiên là đệ tử xuất thân từ đại thị tộc, đối với dị ma hiểu rõ rất nhiều, nghị luận nói. Bất quá dị ma cũng có một nhược điểm rất rõ ràng, đó là hồn phách rất yếu. Thời điểm quyết đấu chỉ cần hồn phách xuất khiếu, nhảy vào thức hải trong đầu dị ma rồi quan tưởng Kiếm Môn, kiếm khí chém một cái liền có thể chém chết hồn phách của nó rồi, tự nhiên sẽ chiến thắng thôi. Nói thì dễ, nhưng muốn làm được thì rất khó khăn. Tên còn lại lắc đầu nói, dị ma tốc độ công kích rất nhanh, sức mạnh lại lớn, nếu cùng nó cận chiến sẽ thua rất thảm. Tên đệ tử vừa nãy hồn phách xuất khiếu bị dị ma chém trúng,
hồn phi phách tán ngay tại chỗ luôn. Ngay cả giám khảo cũng không kịp cứu hắn, chỉ có bắt lấy cơ hội trong nháy mắt thôi, để cho hồn phách nhảy vào trong thức hải của nó, đem hồn phách của nó chém chết đi. Đúng vậy đúng vậy, dị ma này tốc độ quá nhanh, sức mạnh cũng lớn hơn người thường, không thể cậy mạnh được, chỉ có thể dùng mưu kế mà thôi. Kiểm tra của Bích Không Đường khảo nghiệm chính là hồn phách xuất khiếu và ý thức chiến đấu, thiếu một thứ cũng không được. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Dị ma này tốc độ cũng không có nhanh như vậy, hơn nữa sức mạnh cũng không thấy mạnh hơn ta, tại sao bọn hắn lại nói dị ma không thể cậy mạnh để chiến thắng được vậy? Trong mắt của hắn, tốc độ của dị ma cũng không nhanh, sức mạnh do cánh tay lưỡi hái chặt xuống cũng không có nặng như vậy. Mỗi một cái động tác của dị ma hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng, tứ chi Bích Hải đều đang kích động, rất là cổ quái. Hắn lại không biết rằng tinh thần của mình đã mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Trong mắt người khác, dị ma có tốc độ nhanh đến khó có thể bắt lấy, ở trong mắt của hắn lại không có kinh người như vậy, cũng chỉ là bình thường. Đây là diệu dụng của tinh thần mạnh mẽ. Thủy Thanh Nghiên từ trên lưng lấy xuống căn đồ đàng thần trụ xinh xắn, ánh mắt trong suốt lóe lên, thấp giọng nói: trong kiếm môn có tiền bối của Thủy Đồ Thí ban cho ta căn đồ đàng này, ta tu luyện liền nhanh hơn rất nhiều. Nhạc ca ca, đợt kiểm tra này rất là nguy hiểm, đợi tí nữa ngươi mang theo đồ đàng của ta đi kiểm tra, chờ ngươi thông qua kiểm tra rồi lại đem đồ đàng trả lại cho ta, như vậy chúng ta đều có thể thông qua kiểm tra được rồi. Trung Nhạc có chút động tâm, lại ngẩng đầu nhìn dị ma trên đài một chút, lắc đầu nói: không cần đâu, ta nghĩ tự mình thử xem. Ở trên đài, thiếu niên kia khắp người đều là vết thương, vẫn còn cắn răng kiên trì. Đột nhiên một vị giám khảo chỉ tay một cái, đầu dị ma kia liền bị nổ tung, chết oang chết uổng. Vị giám khảo này mặt không biểu tình, hướng về thiếu niên nói: người đã vô lực tái chiến, đi xuống đi. Kế tiếp bộ lạc Quân Sơn, Quân Sơn Thị, Quân Thiếu Phi. Lại có một thiếu niên leo lên đài cao. Thiếu niên này hiển nhiên là đến từ đại tộc, vừa mới đứng trên đài liền đem đồ đằng thần trụ trong tay cắm vào mặt đất, chỉ thấy từng đạo hoa văn kỳ dị trên đồ đằng thần trụ dần dần sáng lên, bắn ra phía bên ngoài từng đạo hoa văn hoa mỹ. Tòa kiếm môn trên đài âm vang một tiếng rồi mở ra, một đạo bóng đen từ trong kiếm môn gào thét vọt ra, bay thẳng về phía Quân Thiếu Phi. Trong nháy mắt liền chỉ cách Quân Thiếu Phi có ba thước, cánh tay giống như lưỡi hái, sau một khắc liền có thể đem đầu hắn chặt xuống, không để cho hắn một chút thời gian phản ứng. Đột nhiên tốc độ của đầu dị ma này bị chậm lại, tốc độ chậm nửa nhịp, mặc dù vẫn rất nhanh nhưng đã không còn kiểu mắt thường không thể bắt lấy như lúc trước được nữa. Đồ đằng thần chú quả nhiên kỳ diệu vô cùng. Ánh mắt của Trung Nhạc không khỏi sáng lên, than thở một tiếng, đối với đồ đằng thần trụ tràn ngập tò mò. Luyện khí sĩ dùng linh để luyện chế đồ đằng thần trụ, không biết là như thế nào để luyện đây. Mặc dù tốc độ của dị ma chậm lại nhưng đối với Quân Thiếu Phi vẫn rất nhanh. Cuộc chiến này kéo dài thời gian một nén nhang, Quân Thiếu Phi mới tìm được cơ hội hồn phách xuất khiếu, nhảy vào đầu lâu của dị ma, kiếm chạm hồn phách, rút cuộc chiến thắng. Thời gian trôi qua, từng cái tên thiếu niên thiếu nữ đi lên đài cao, mà cũng có dị ma từ trong kiếm môn không ngừng xông ra. Những thiếu niên thiếu nữ có người ngay cả một hiệp cũng không thể chống đỡ, bị dị ma trực tiếp chém đứt tay chân, bị giám khảo cứu, có người chật vật khổ chiến nhưng vẫn không có thể kiên trì xuống tiếp. Chỉ có hai tên thiếu niên mang theo đồ đằng thần trụ, dựa vào nó mới miễn cưỡng chiến thắng, mà những đệ tử ngoại môn xuất thân nghèo hèn kia lại không ai có thể thắng được. Rất nhanh liền đến phiên của Trung Nhạc, Thủy Thanh Nghiên không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, tháo đồ đằng thần trụ chân lưng xuống, thấp giọng nói: Nhạc ca ca, hay là ngươi dùng đồ đằng thần trụ của ta đi. Ánh mắt của Trung Nhạc càng ngày càng sáng ngời, lắc đầu nói: không cần đâu. Chiến đấu trên đài cao kết thúc, một vị bạch y lão giả liếc nhìn danh sách, chân mày cũng không động một chút. Bộ lạc Trung Sơn, Trung Sơn Thị, Trung Nhạc. Đệ tử ở đây. Trung Nhạc trả lời một tiếng rồi đi lên đài cao, hít vào một hơi thật dài, con mắt chăm chú nhìn vào tòa kiếm môn ở giữa đài. Dưới đài cao, rất nhiều đệ tử ngoại môn nhìn lên trên đài, chỉ thấy vị thiếu niên này vừa cao vừa gầy, áo quần rách nát, còn cõng một cái sọt thuốc lớn,
nhìn không giống như là tới để tham gia kiểm tra, mà tới là để hái thuốc vậy. Nhất thời dưới đài truyền đến thanh âm cười đùa, có người thấp giọng cười nói: đệ tử Hàn Môn vẫn đừng lên đài bêu xấu thì hơn. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng ngầm vang, kiếm môn ở một vị giám khảo điều khiển đã được mở ra. Bên trong truyền đến tiếng hô khiếp người của dị ma. Một đạo bóng đen giống như kiếm bắn nhanh ra thẳng hướng Trung Nhạc. Hai cánh tay giống như lưỡi hái của nó, như hai dải lụa, ở trên không trung xẹt qua hai đạo ánh đao. Hai đạo ánh đao một trước một sau hướng phía Trung Nhạc mà chặt xuống. Giao long lách thân! Trung Nhạc hét lớn, tiếng hét nổ vang như sấm mùa xuân. Lúc này trong bích không đường giống như vang lên một tiếng long ngâm trầm thấp. Có người tự hồ nhìn thấy trên người Trung Nhạc loáng thoáng hiện lên một đầu giao long hung ác quấn quanh ở trên người của hắn vậy. Lúc dị ma kia chém ra hai đạo ánh đao rơi xuống thì một tiếng phốc xích cũng đồng thời vang lên, máu tươi phun ra, một cái bóng đen bay cao lên, ầm một tiếng đâm vào lồng giam vô hình trên đài cao, lúc rơi xuống đất đã không còn nhúc nhích. Phía trên đài chỉ còn lại một bóng người đứng ở nơi đó. Dưới đài đã trở nên yên tĩnh không tiếng động. Từng vị bạch y giám khảo rối rít ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía trên đài, chỉ thấy thi thể đầu dị ma đã ngã xuống đất kia, xương sườn trước ngực đã bị đánh nát, trái tim bị mảnh xương vụn đâm vào, chết không thể chết lại. Không có dùng hồn phách mà là dùng nắm đấm đánh chết dị ma sao? Mấy vị giám khảo đờ mặt ra lẩm bẩm nói: mấy vị sư huynh, như vậy có tính là thông qua kiểm tra không? Mấy vị giám khảo khác cũng đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ quản lý bích không đường tới nay vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Tay không tấc sắt đánh chết dị ma có tốc độ nhanh dọa người, sức mạnh cũng lớn kinh người. Đối với luyện khí sư rất dễ dàng, nhưng đối với đệ tử ngoại môn mà nói, căn bản là việc không thể nào làm được. Mà bây giờ hết lần này đến lần khác, đầu dị ma này lại bị Trung Nhạc một quyền đánh chết. Việc này làm cho bọn họ muốn phát điên lên. Vừa rồi bọn hắn ai cũng không thèm để ý, mà bây giờ tinh thần lại bị kích thích vô cùng lớn. Chẳng qua là trận kiểm tra này nên tính như thế nào bọn họ đều không có chủ ý. Lại nói lúc bấy giờ Trung Nhạc đứng trên đài, tinh thần lực do hắn quan tưởng giao long đồ đằng nhiễu thể quyết còn chưa tiêu tán. Nó giống như là khí lưu màu xanh nhạt đang lưu động quanh thân, lại giống như một con ác dao đang dương nanh múa vuốt. Mắt thường có thể nhìn thấy là biểu hiện khi tinh thần mạnh tới một trình độ nhất định, chứa đầy sức mạnh. Tinh thần lực của luyện khí sĩ trong đại hoang mạnh mẽ cực kỳ, có thể dùng để biến hóa thân hình. Tinh thần lực biến thành chim bay thì có thể phi hành, biến thành tẩu thú thì có thể chạy nhảy, mà biến thành vũ khí thì có thể giết người. Tinh thần lực kết hợp với chân khí có thể hóa thành vô kiên bất tồi thần thông. Bất quá, đó là luyện khí sĩ. Tinh thần lực của Trung Nhạc mắt thường mơ hồ có thể nhìn thấy. Mặc dù so xa vẫn kém tinh thần lực của luyện khí sĩ rất nhiều, nhưng đối với đệ tử ngoại môn mà nói, cái kia bá đạo vô cùng. Tinh thần lực của Trung Nhạc làm cho bọn hắn rung động cực kỳ. Tân Hóa, truyền thụ cho ta Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ, xác thực là bá đạo vô cùng mà. Trong lòng của Trung Nhạc cũng nổi lên gợn sóng. Hắn mới tu luyện Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ có 2 lần, không chỉ có thể làm được hồn phách xuất khiếu, ngay cả uy lực của giao long đồ đằng nhiễu thể quyết cũng không biết tăng lên bao nhiêu lần, tuyệt đối là siêu việt hơn vô số quan tưởng quyết của kiếm môn. Bên dưới đài, từng thiếu niên càng là nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác nhìn hắn. Chỉ có mỗi Thủy Thanh Niên là vui mừng khôn xiết, tung tăng như chim sẻ, nắm lại nắm tay nhỏ bé, không ngừng động viên Trung Nhạc, giống như mình mới là người thông qua kiểm tra vậy. Chỉ là mấy vị giám khảo kia châu đầu ghé tai không ngừng thương nghị, Thủy Chung vẫn không có công bố kết quả kiểm tra. Cho tới bây giờ kiếm môn chưa từng có loại chuyện này xảy ra. Đột nhiên một vị giám khảo tóc trắng trầm ngâm nói: Bích không đường chúng ta kiểm tra là vì mục đích khảo nghiệm cường độ hồn phách và ý thức chiến đấu, mà Trung Sơn Thí dùng luyện thể pháp môn đánh chết dị ma, không thể xem là thông qua kiểm tra được. Lấy ý kiến của ta nên phán xử hắn thất bại, các vị sư đệ nghĩ như thế nào? Phải, Điển sư huynh nói rất đúng. Có giám khảo bên cạnh phụ họa nói:
Nếu nói như thế này cũng có thể thông qua kiểm tra, như vậy sẽ làm rối loạn tôn chỉ của kiếm môn ta. Kiếm môn chúng ta tụ linh mà luyện kiếm khí thủ hộ đại hoang. Nếu là những đệ tử ngoại môn khác cũng luyện thế giống như hắn mà khinh thường công pháp chính thống của kiếm môn, rối loạn quỷ cu kiếm môn là việc nhỏ. Nếu vì vậy mà làm hỏng truyền thừa của kiếm môn ta thì gây ra sai lầm lớn rồi. Trận kiểm tra này lẽ ra nên phán xử thất bại. Trong lòng của Trung Nhạc trầm xuống, đột nhiên một vị giám khảo trẻ tuổi bỗng nhiên đứng dậy, tóc đen phấp phới, bộc phát ra khí thế quát lớn. Đã đủ rồi, mấy vị sư huynh, ta nhận các ngươi đã đủ rồi. Đệ tử Hàn Môn muốn thông qua kiểm tra của Bích Không Đường đã khó khăn muôn vàn rồi, ngàn vạn dặm mới tìm được một cái. Chết đấy, bị thương đấy, đều là đệ tử xuất thân Hàn Môn. Đệ tử đại tộc thì có thể dùng đồ đằng thần chú, đệ tử Hàn Môn lại hai bàn tay trắng, công bằng ở đâu đây? Nếu đã không có công bằng, dùng pháp môn luyện thể thông qua kiểm tra lại tính là cái gì? Không tuân thủ theo quy định đấy. Hôm nay nhất định phải tính Trung Sơn Thị thông qua. Tên giám khảo tóc trắng kia khẽ nhíu mày. Tả sư đệ, ngươi có chút cản rỡ rồi. Ta sẽ liền cản rỡ một lần. Vị giám khảo trẻ tuổi điên cuồng tỏa ra khí thế, đỉnh đầu đột nhiên hiện một cánh cửa hình thanh kiếm. Cánh cửa mở ra, một viên hỏa cầu giống như là mặt trời bay ra. Trung ương mặt trời có một thần nhân đầu chim cao một thước, chính là đồ linh của hắn. Hắn cười lạnh nói: Mấy vị sư huynh, các ngươi đều xuất thân từ danh môn, đều chấp trưởng kiếm môn. Hàn Môn chúng ta lúc nào mới có ngày nổi danh đây? Ta cũng là xuất thân Hàn Môn, hôm nay liền thay đệ tử Hàn Môn ra mặt vậy. Đồ đằng chia linh của hắn, thân người đầu chim, chân chim hai cánh. Nó vừa xuất hiện thì giống như mặt trời hàng lâm Bích Không Đường, không trung trở nên khô ráo, cực nóng và tràn ngập hừng hực liệt hỏa. Điền sư huynh, ngươi trở thành luyện khí sĩ của kiếm môn ta đã 60 năm, mà ta nhập môn mới chỉ 10 năm. Hôm nay ta hướng ngươi khiêu chiến, nhìn xem là ngươi luyện khí sĩ xuất thân danh môn mạnh, vẫn là ta luyện khí sĩ xuất thân Hàn Môn càng mạnh hơn nữa. Điền sư huynh có dám ứng chiến hay không? Tả tương sinh, ngươi quá không biết tự lượng sức mình rồi. Vị bạch phát lão giả kia hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu cũng hiện ra một tòa kiếm môn, đem đầu linh của mình tế ra, lại là một thụ nhân chỉ cao có một thước, nửa người dưới không có hai chân, mà là chằng chịt rễ cây, tóc chính là tán cây, cành lá sum xuê. Hai vị luyện khí sĩ bộc phát khí thế, đột nhiên thụ nhân đầu linh của bạch phát lão giả hơi đung đưa, vô số rễ cây bay múa đầy trời. Những rễ cây này giống như là sao long và cự mãng, càng ngày càng thô to, xuyên thẳng nhấp nhô trên không trung, cuốn về phía Tả Thương Sinh. Đồ linh của lão trong nháy mắt liền biến thành che trời cự mộc, từ trong đồ linh phát tán ra sinh cơ bừng bừng, tán cây bao phủ trọn cả Bích Không Đường. Mà đồ linh của Tả Thương Sinh cũng đón gió lớn lên. Điều thủ thần nhân thân hình cao lớn, hai cánh mở ra, há miệng phun ra đầy trời đại hỏa, thiêu cháy vô số rễ cây. Đột nhiên thụ nhân đầu linh giơ hai tay lên, giữa không trung nhất thời xuất hiện từng căn cự mộc. Mỗi căn cự mộc đều nặng tới mấy vạn cân, giống như mưa đánh về phía Tả Tương Sinh. Lấy mộc làm kiếm, hóa thành mộc hệ kiếm trận. Mà trong hai tròng mắt của đồ linh đầu chim cũng bắn nhanh ra từng đạo kiếm khí, nhưng lại lấy hỏa làm kiếm, nóng rực mà sắc bén. Hai vị luyện khí sĩ tàn nhẫn đánh nhau, khí tức ép tới nguyên một đám đệ tử ngoại môn trong Bích Không Đường kêu rên liên tục. Các giám khảo khác vội vàng giơ tay bảo vệ tất cả đệ tử, rối rít cao giọng kêu lên: Điển sư huynh, Tả sư đệ, dừng tay, mau mau dừng tay lại. Có bọn họ bảo vệ, Trung Nhạc, Thủy Thanh Niên và đám đệ tử ngoại môn mới nhẹ nhàng thở ra. Tất cả đệ tử ngoại môn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị luyện khí sĩ đánh nhau càng thêm kịch liệt, làm cho mọi người nhìn thấy để hoa mắt thần điêu. Mấy vị giám khảo còn lại giờ khóc giờ cười, liên tiếp khuyên bảo. Một người thấp giọng nói: Đường đường luyện khí lại vì một tên đệ tử ngoại môn mà đánh nhau, nếu chuyển đi Bích Không Đường chúng ta tại kiếm môn sẽ mất hết mặt mũi mà thôi. Bích Không Đường còn là lần đầu tiên trong kiểm tra xuất hiện tình huống tay không tức sắt đánh chết chị ma, cũng là lần đầu tiên xuất hiện tình huống đệ tử còn chưa có chân chính xuất thủ, ngược lại giám khảo
đã đánh đập tàn nhẫn với nhau. Sao, muốn trợ giúp hay không? Trợ giúp người nào? Tự nhiên là Điển sư huynh rồi. Điển sư huynh xuất thân danh môn, thế lực của Điển Phong thị trong kiếm môn lại không nhỏ. Mấy vị giám khảo vừa mới thương nghị xong, đột nhiên vị Bạch Phát lão giả kia giơ lên một tiếng, rồi từ không trung rơi xuống, phốc thông một tiếng ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, cố giãy giụa một cái nhưng lại không thể đứng dậy. Mấy vị giám khảo lại quàng hoàng sợ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tả Tưng Sinh đứng giữa không trung, quanh thân có hừng hực liệt diễm, biến thành đầu chim thân người, hai chân hai cánh uy phong lẫm liệt, giống như thần nhân trong lửa, mà đầu linh của hắn lại biến mất không thấy đâu nữa. Người đã tu luyện tới trình độ nhân linh nhất thể rồi sao? Lão giả kia sắc mặt như tro tàn, ngẩng đầu ở giữa không trung nhìn Tả Tưng Sinh, trong mắt có vẻ hâm mộ lại có sợ hãi, ho ra máu nói: thân thể ngươi cùng đầu linh hợp hai làm một, ta thua tâm phục khẩu phục. Người muốn làm chủ bích không đường, ta không có gì để nói cả. Nhưng quy củ chính là quy củ, trung sân thị không có lấy hồn phách đánh thắng là làm trái với quy củ của kiếm môn ta. Ta muốn báo lên cho cao tầng của kiếm môn cùng lý luận với ngươi. Tả Tưng Sinh từ không trung cất bước đi xuống, cười ha ha, hăng hái nói: Điển sư huynh, không cần kinh động cao tầng. Trung sân thị trung nhạc đã có thể tay không tấc sắt chiến thắng dị ma, dùng hồn phách chiến thắng dị ma cũng rất là dễ dàng. Nếu như ngươi đã có dị nghị như vậy, lên để cho hắn thử lại một lần đi, trung nhạc. Trên đài, trung nhạc không người nói: đệ tử có mặt. Ngươi thi lại một lần nữa đi, không được dùng pháp môn luyện thế đánh chết dị ma, chỉ có thể dùng hồn phách mà thôi. Tả Tưng Sinh chỉ một ngón tay, tòa kiếm môn trên đài lại mở ra lần nữa. Một đầu dị ma từ trong cánh cửa vọt ra. Tả Tưng Sinh trầm giọng nói: ta muốn vì ngươi, vì những người xuất thân nghèo khổ cùng đệ tử hàn môn tìm được một con đường, dù không dựa vào đồ đằng thần chú cũng có thể thông qua kiểm tra được. Giao long nhũ thế. Lúc này trung nhạc quát khẽ một tiếng, quan tưởng giao long đồ đằng, tinh thần lực hóa thành khí lưu màu xanh lưu chuyển quanh thân như là giao long đang lượn quanh thân thể, giơ lên hai tay che kín hướng dị ma vỗ tới. Một người một ma va chạm, cơ bắp đụng vào nhau phát ra thanh âm bành bạch. Xuất khiếu. Hai tay dị ma bị ngăn cản, tốc độ bị giảm nhiều, mi tâm của trung nhạc lóe lên, hồn phách nhảy ra nhanh như tia chớp đâm vào trong đầu của dị ma. Chỉ thấy trong thức hải dị ma xuất hiện kiếm môn, một đạo kiếm khí từ trong cánh cửa bắn ra đem hồn phách chém giết. Tả Tưng Sinh lộ ra vẻ tán thưởng, nhìn về phía Bạch Phát lão giả cười nói: trung nhạc có thân thể mạnh mẽ, dị ma cũng không thể làm gì được hắn cả. Chỉ cần hồn phách của hắn có thể xuất khiếu thôi là đã có thể chém giết dễ dàng dị ma rồi. Điển sư huynh, ta nói hắn thông qua kiểm tra, người bây giờ sẽ không có dị nghị gì chứ? Bạch Phát lão giả hừ lại một tiếng, lại trầm mặc không nói. Tả Tưng Sinh lấy ra một khối lệnh bài thượng viện giao cho trung nhạc nói: kể từ ngày hôm nay, người chính là đệ tử xuất khiếu, mỗi tháng có thể ở dược cốc trong thượng viện lấy được 10 viên vũ linh đan. Người làm không tệ, đệ tử hàn môn ta khó có thể trở thành luyện khí sĩ được. Sau này nếu là trong kiếm môn có nhiều hơn luyện khí sĩ hàn môn, công lao của ngươi sẽ rất lớn. Lời này của hắn tuyệt đối không có bất kỳ khoa trương. Kiếm môn đối với luyện thể cũng không xem trọng. Đệ tử hàn môn đến từ đại hoang thường sẽ thất bại tại cửa ải kiểm tra hồn phách này, mà trung nhạc dùng luyện thể chi pháp thông qua kiểm tra, tất nhiên sẽ nhấc lên phong trào luyện thể cho vô số đệ tử hàn môn. Sau này cũng sẽ có càng nhiều người dùng phương pháp này để thông qua kiểm tra. Sau này trong kiếm môn sẽ có thể xuất hiện càng nhiều hàn môn luyện khí sĩ nữa. Người năm nay đã 15 tuổi rồi phải không? Tả Tưng Sinh trầm ngâm một lát nói: lấy tuổi của ngươi, 16 tuổi tu thành linh có chút nguy hiểm. Ngươi sau này nếu có gì khó xử cứ việc tới tìm ta. Trung nhạc vội vàng cảm ơn, nghĩ thầm: vị Tả sư thúc này cũng là người hào kiệt. Hắn không có lập tức ly khai mà là đứng ở dưới đài quan sát Thủy Thanh Niên chiến đấu. Trên đài, y phục của Thủy Thanh Niên tung bay, dưới chân nàng giống như được bọt sóng nâng lên, chân không chạm đất,
ở trên đài cùng đầu dị ma kia say sưa chiến đấu. Nàng không có sử dụng đồ đằng thần trụ, bất quá nàng hiển nhiên tu luyện một loại pháp môn quan tưởng cao đẳng cực kỳ. Vậy mà tốc độ so với dị ma cũng không chậm hơn chút nào, chỉ là ở sức mạnh không bằng được dị ma. Thủ đoạn mà Trung Nhạc dùng để chiến thắng dị ma rất đơn giản và thô bạo, đem sự bùng nổ của cơ bắp phát huy vô cùng tinh tế, mà động tác của nàng thì lại yêu mỹ, giống như tinh linh đang nhẹ nhàng nhảy múa. Rất nhanh, Thủy Thanh Nghiên liền tìm được sơ hở của dị ma, hồn phách lập tức bay ra, quan tưởng kiếm môn đem dị ma chém giết. Tiểu nha đầu Thủy Đồ Thị này nhập môn chỉ có 1 năm thôi sao? Mấy vị giám khảo lướt mắt nhìn nhau, một vị giám khảo thấp giọng nói: mặc dù có luyện khí sĩ của Thủy Đồ Thị trông nom nàng, nhưng tốc độ tu luyện như vậy hoàn toàn chính xác kinh người. Không có sử dụng đồ đằng thần chú liền thông qua khảo hạch, đệ tử xuất sắc thế này thì những năm gần đây cũng rất hiếm thấy rồi. Về phần Trung Nhạc cũng không có sử dụng đồ đằng thần chú, tự nhiên bị bọn họ không nhìn tới. Ở trong mắt bọn hắn, Thủy Thanh Nghiên là đi đường đi chính thống của kiếm môn, mà Trung Nhạc dựa vào luyện thể chi pháp thủ thắng lại giống như là đi đường ngang ngó tắt vậy. Thủy Thanh Nghiên lĩnh được lệnh bài thượng viện, cùng Trung Nhạc hào hứng ly khai Bích Không Đường, đi đến trước thượng viện kiếm môn. Thượng viện lại phân ra nữ viện cùng nam viện là vì tránh cho sớm chiều ở chung một chỗ giữa nam nữ đệ tử lại làm ra chuyện cầu thả. Dù sao đệ tử ngoại môn ở thượng viện cũng là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của kiếm môn, nếu môi trường quá hỗn loạn thì sẽ ảnh hưởng đến tiến bộ của tu vi. Thủy Thanh Nghiên cùng Trung Nhạc tách ra, lưu luyến nói: Nhạc ca ca, ngươi nhớ rõ thường xuyên phải đến nữ viện tìm ta. Trung Nhạc gật đầu, lưng cõng giọt thuốc đi lại trong thượng viện, một đường đi tới, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt, hắn nghĩ thầm. Không biết nam đệ tử có được phép tiến vào nữ viện hay không đấy? Hay là trước tiên cứ đi dược cốc một chuyến vậy, lĩnh tới 10 viên vũ linh đan, bồi bổ thân thể. Nếu không thân thể khô gầy như vậy, thì không cách nào mà tiếp tục tu luyện, tọa hoàng quan từng đồ được nữa rồi. Trung Nhạc đến dược cốc, lĩnh được 10 viên vũ linh đan, liền đi tìm quản sự thượng viện, để hắn dẫn về nơi ở của mình. Viện này chính là Tam Tiến Viện, hậu viện là nơi để nghỉ ngơi, trung viện là phòng tiếp khách, còn có chỗ để tu luyện và quan tưởng, tiền viện là nơi ở của đám tôi tớ. Quản sự dẫn Trung Nhạc đi làm quen mảnh viện lạc này, cười nói: có đệ tử quý tộc của bộ lạc khi vào ở còn mang theo 10 tôi tớ để hầu hạ mình, chính mình chỉ cần chuyên tâm tu luyện, tôi tớ có thể ở lại tiền viện. Cái lệnh bài thượng viện này có tác dụng không giống với bình thường, chỉ cần đặt vào lỗ khám ở trên cửa chính liền có thể kích phát đồ đằng chú ở trong nội viện, hình thành một cái hàng rào bình chứng vô hình đem viện lạc bao phủ lại, người ngoài liền đừng nghĩ cách mà đi vào. Muốn thu hồi hàng rào thì chỉ cần đem lệnh bài lấy ra là được, chỉ cần dùng hồn phách cùng tinh thần ôn dưỡng lệnh bài một lát thôi, như vậy để vào trong lỗ khám thì người khác sẽ không cách nào lấy ra được. Ánh mắt của Trung Nhạc sáng lên, chức năng này của lệnh bài thượng viện thật là có ích. Mặc dù đệ tử thượng viện chỉ là đệ tử nhập môn, nhưng thường ngày lúc chú tâm tu luyện không thể bị quấy rầy, nếu không sẽ dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma. Đã có lệnh bài này, những người khác không có cách nào đi vào, cũng không cần lo lắng lúc đang tu luyện tới thời khắc quan trọng bị người khác quấy nhiễu. Hơn nữa, nếu là có chút đồ vật trọng yếu đặt ở trong viện cũng không cần lo lắng bị người khác đánh cắp mất. Xin hỏi đệ tử thượng viện thì tu hành như thế nào vậy? Trung Nhạc dò hỏi. Quản sự kia cười nói: mỗi một vị trở thành đệ tử nhập môn của thượng viện cũng sẽ báo lên cho luyện khí sĩ của kiếm môn. Những luyện khí sĩ kia sẽ tới đây để chọn lấy đệ tử, truyền thụ công pháp, dạy bảo tu hành. Mỗi vị luyện khí sĩ môn hạ đều có 10 mấy đến 20 mấy người đệ tử thượng viện. Nếu tương lai những đệ tử thượng viện này có người trở thành luyện khí sĩ thì trên mặt bọn họ cũng sẽ sáng ngời. Sư đệ yên tâm, chỉ cần thông qua kiểm tra của Bích Không Đường, nhiều thì 5-6 ngày, ít thì 1-2 ngày sẽ có luyện khí sĩ đến đây đem ngươi thu làm môn hạ thôi. Ồ, thì ra là vậy. Trung Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Quản sự kia vừa rời đi, Trung Nhạc lập tức đem lệnh bài đặt lên trên cửa chính. Chỉ thấy đồ đằng thần trụ trong nội viện chấn động ong ong, rồi đem viện lạc bao vây lại. Trung Nhạc cẩn thận đem giọt thuốc thả xuống,
lấy ra chiếc đèn đồng rách dưới kia. Ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối, Tân Hỏa thì vẫn ngủ say bất tỉnh như trước. Không biết Tân Hỏa muốn ngủ bao lâu đây? Hắn suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái bình ngọc xinh xắn. Bình ngọc mở ra thì một cỗ mùi thuốc thanh đạm xông vào mũi. Trong bình có 10 miếng đan dược lớn khoảng hạt đậu nành, đúng là vũ linh đan. Lúc trước hắn vất vất vả vả hái thuốc luyện dược, cần hao tốn mấy tháng thời gian mới có thể gom góp đủ dược liệu. Về phần có thể luyện chế thành công hay không thì vẫn chưa biết được. Mà bây giờ trở thành đệ tử thượng viện, lập tức liền cho hắn 10 viên, hơn nữa là mỗi tháng 10 viên. Với Trung Nhạc mà nói, quả thực chính là thiên đại tài phú. Một viên vũ linh đan có thể để cho người bình thường thân nhẹ như yến, lực lớn vô cùng, có thể không ăn không uống đến nửa tháng. Mặc dù là đệ tử ngoại môn của kiếm môn, phục dụng một viên vũ linh đan cũng có thể tu luyện liên tục 2-3 ngày mà không biết mệt mỏi. Nó còn giúp bổ sung tinh thần, tầm bổ thân thể, thoải mái hồn phách. Trung Nhạc ăn vào một viên vũ linh đan, lập tức cảm giác được mênh mông dược lực hóa thành năng lượng tinh thuần cuồn cuộn tiến vào tứ chi bách hài, thoải mái vô cùng. Thân thể của hắn giống như là đất đai bị khô hạn đã lâu, dược lực đang vọt tới của vũ linh đan tựa như là giọt giọt nước chảy làm mát thân thể, lại để cho cơ bắp vốn đã khô quắt xuống của hắn chậm rãi nhô lên, rất là kỳ diệu. Cũng không lâu lắm, Trung Nhạc liền khôi phục lại dáng người cân đối, cơ bắp rắn chắc của trước kia. Ngay cả năng lượng thân thể bị hao tổn do tu luyện Hỏa Kỳ Cung Tọa Hoàng Quan từng đồ cũng đạt được bổ sung. Hắn còn cảm giác được tinh thần cũng nhận được ôn dưỡng, thức hải trong đầu trào dâng như sóng, răng rắc rung động. Không chỉ có như thế, hồn phách của hắn cũng được dược lực ôn dưỡng rất là thoải mái. Vũ Linh Đan quả nhiên thần kỳ. Nghe nói có vài đệ tử xuất thân từ bộ lạc mỗi ngày đều có thể phục dụng linh đan bậc này. Khó trách những người này lại tiến bộ thần tốc như vậy. Thừa dịp bây giờ tu luyện Tọa Hoàng Quan từng đồ, xem thử xem có thể để cho ta lại tiến thêm một bước hay không đây. Trung Nhạc lập tức quan tưởng Hỏa Kỳ Cung Tọa Hoàng. Trong thức hải có sóng cả cuồn cuộn, xây dựng ra Tọa Hoàng, Hỏa Kỳ Cung và Hỏa Thụ. Cùng lúc đó, tinh thần lực của hắn cũng bắt đầu tiêu hao nhanh chóng. Bất quá bởi vì ăn vào vũ linh đan, vào lúc tinh thần lực tiêu hao thì cũng đang không ngừng được sinh ra. Không biết đã qua bao lâu, dược lực của vũ linh đan mới hao hết. Lúc này Trung Nhạc lại ăn vào một viên linh đan khác rồi lại tiếp tục tu luyện. Thức hải của hắn đang không ngừng được mở rộng, tinh thần lực, lực cũ vừa đi, lực mới liền tới, lại để cho thức hải càng lúc càng lớn, hồn phách cũng càng ngày càng mạnh. Trong lúc bất chi bất giác, dược lực của vũ linh đan lại lần nữa hao hết, Trung Nhạc lại ăn vào viên thứ ba. Từng viên vũ linh đan bị hắn ăn vào, hắn yên lặng chìm đắm trong sự thần diệu của quan tưởng. Lần thứ nhất cảm giác được tu luyện cũng không hề buồn tẻ, ngược lại nó lại thú vị như vậy, có cảm giác chờ mong như vậy. Ồ, đã không còn vũ linh đan rồi sao? Đột nhiên Trung Nhạc tỉnh lại, có chút kinh ngạc nhìn xem bình ngọc trống trơn. 10 viên vũ linh đan đệ tử thượng viện bình thường đều cần 1 tháng mới có thể tiêu hóa sạch sẽ, mà lần này hắn tu luyện vậy mà trong lúc bất chi bất giác liền đem vũ linh đan tiêu hao hết. Đại khái chỉ chưa qua có 4 ngày, thời gian mới có 4 ngày đã đem 10 viên vũ linh đan hao hết sạch rồi. Trung Nhạc chỉ cảm thấy có chút nhức đầu, tu luyện Hỏa Kỳ Cung Tọa Hoàng Quan từng đồ này quả thực chính là một cái động không đáy, không có sung túc tài lực, cơ bản không cách nào tu luyện. Khó trách bảo sao Tân Hỏa nói chỉ có thể ăn linh đan rượu dược, nếu chỉ ăn ngũ cốc hoa màu nhất định sẽ bị lấy hết năng lượng trong thân thể, đang sống bị làm cho đói chết đi. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, đứng dậy đi ra khỏi tĩnh thất, đi vào hoa viên trong hậu viện, nhẹ nhàng giãn ra gân cốt, chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như tràn đầy sức mạnh đang nổ tung. Hắn nghĩ thầm, 10 viên vũ linh đan tu luyện liên tục 4 ngày, không biết ta bây giờ có thể làm được tế hồn hay không đây. Tâm niệm hắn vừa động, hồn phách xuất khiếu, trong chớp mắt liền bám lên một tụ đá nhỏ nặng 110 cân ở phía trước. Vù một tiếng, ụ đá nhỏ đột nhiên bay lên lơ lửng ở trước mặt Trung Nhạc. Hồn phách của hắn bám vào ụ đá, hồn phách bay lên cũng mang ụ đá bay theo. Đây cũng là một cái thủ đoạn tranh đấu của đệ tử thượng viện, hồn phách càng mạnh có thể mang theo đồ vật cũng càng nặng. Trên lý luận, nếu như hồn phách đầy đủ mạnh mẽ
thậm chí có thể đem một tòa núi lớn nâng lên bay múa đầy trời, thậm chí có thể dùng nó để phá hủy một tòa thành thị. Bất quá đây cũng chỉ là trên lý luận. Trong hàng đệ tử thượng viện có thể mang theo được vật nặng ngàn cân cũng đã xem như người nổi bật. Hơn nữa, mang theo vật nặng với tư cách thủ đoạn công kích cũng chỉ là cách làm thô thiển. Đệ tử thượng viện tế hồn bình thường đều đem hồn phách tế nhập vào trong binh khí. Trên binh khí lại khắc họa đồ đằng, đằng vân. Một khi tế lên thì binh khí có thể nhanh như chớp giật, chém sắt như chém bùn, không gì không phá được, uy lực cực lớn. Vù vù vù. Trong hoa viên, Trung Nhạc điều khiển khối hụ đá nhỏ kia bay múa đầy trời, tới lui như gió, lúc cao lúc thấp. Đột nhiên, hắn không khống chế được hụ đá, hung hăng nện lên một hòn núi giả. Tòa núi giả cao tới 3-4 trượng này bị trực tiếp nện gãy làm hai nửa. Nửa tòa núi bị rơi vào trong nước, kinh người vô cùng. Trong kiếm môn tế hồn có công pháp đặc biệt, tế hồn khống chế đao kiếm, kiếm pháp của người đều có ảo diệu khác nhau. Chỉ có tu luyện những công pháp kia mới có thể đem tế hồn uy lực phát huy ra, mà không phải loạn đánh như ta cũng sẽ không gặp chuyện không khống chế được. Trung Nhạc suy tư một lát, nghĩ thầm: muốn nắm giữ được ảo diệu của tế hồn thì nhất định phải có người truyền thụ. Vị quản sự thượng viện kia có nói đệ tử mới nhập thượng viện sẽ có luyện khí sĩ tự mình đến đây dạy bảo, thu làm môn hạ. Vì sao mấy ngày nay không có người đến tìm ta vậy? Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức quát khẽ một tiếng, quan tưởng giao long đồ đằng nhiễu thể quyết. Chỉ thấy tinh thần lực của hắn tuôn ra, hóa thành vảy rồng, vuốt rồng, thân rồng từ từ xuất hiện, càng ngày càng rõ ràng, quấn quanh ở trên thân thể của hắn. Tiếp theo, một cái đầu lâu giao long trông hung ác vô cùng từ sau lưng của hắn chậm rãi nâng lên, hung dữ nhìn thẳng phía trước. Hai cái vuốt rồng giữ chặt hai vai của Trung Nhạc. Trung Nhạc chỉ cảm thấy giống như có sức mạnh vô cùng vô tận đang dũng mãnh tràn vào trong hai cánh tay của mình, mà hai cái vuốt sau của giao long tức thì giữ chặt hai chân của hắn, lại để cho hắn cảm giác được chính mình giống như đã có được sức bật cùng tốc độ của giao long. Trung Nhạc khó có thể tin quan sát tay chân của mình thì thấy giống như có một con giao long chân chính đang dùng thân thể quấn quanh trên cánh tay, thân hình cùng song song chân đùi của hắn, thậm chí trên thân thể nó còn đang chậm rãi du động, mà đầu rồng ở phía sau hắn có râu rồng thật dài rủ xuống ở trước người của hắn phiêu đãng. Hắn thật sự giống như là bị một đầu giao long hung ác quấn quanh, long lực cùng sức mạnh của mình dung hợp, hợp hai làm một. Tu luyện giao long đồ đằng nhiễu thể quyết tới loại trình độ này chỉ sợ đã đạt đến cực hạn rồi. Trung Nhạc lẩm bẩm nói: còn rất sớm nè. Đột nhiên một thanh âm chuyển đến của tiểu đồng Tân Hòa. Trung Nhạc trong lòng mừng rỡ, chỉ thấy trong tĩnh thất nhẹ nhàng xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, tay nhỏ chân nhỏ nhưng đầu lại to, một đầu tóc màu lửa đỏ, đúng là tiểu đồng Tân Hòa ở trong chiếc đèn đồng kia. Giao long đồ đằng của ngươi còn kém xa lắm, chỉ là đạt được da của giao long, không có được thân của nó đâu, càng không có được thần của nó. Tân Hỏa nhảy tới trên người của Trung Nhạc, từ con giao long mà hắn quan tưởng ra đi vào trong miệng, dọc theo trong cơ thể giao long hành tẩu. Ngươi xem, giao long đồ đằng của ngươi chỉ có da thôi, không có gân cốt, cũng không có huyết mạch cơ bắp gì cả, chỉ có hình của nó thôi, nhưng lại không có thịt xương, chỉ có thể bộc phát ra một chút sức mạnh của giao long chính thức thôi. Giao long đồ đằng của ngươi cũng không có chân chính thần vận của ác giao, vẫn còn kém xa. Muốn đem cái môn luyện thể chi pháp này tu luyện tới cực hạn, chỉ có bắt được một đầu ác giao còn sống, chậm rãi mà nghiên cứu, đem cơ bắp, huyết mạch, gân cốt, cấu tạo cùng với thần vận của nó thăm dò rõ ràng hết thảy, sau đó mới quan tưởng lại. Trung Nhạc cười nói: ta nếu như có thể bắt giữ một đầu ác giao đang còn sống, còn cần đi quan tưởng nó làm cái gì? Người nói cũng phải. Tân Hỏa nghĩ nghĩ, đồng ý nói: bất quá, nếu như ngươi là thuần huyết phục khi thần tộc, đừng nói bắt giữ giao long, chỉ cần khí thế tỏa ra thôi cũng đã làm cho hắn thần phục rồi, mặc cho ngươi nghiên cứu rồi. Ồ, có rất nhiều khí tức phục khi thần tộc, đi, đi, đưa ta đi ra ngoài nhanh lên. Trung Nhạc tản đi tinh thần lực, tiểu đồng Tân Hỏa lập tức chui vào thức hải trong mi tâm của hắn, thúc giục nói: nếu như tìm không được một cái hoàng tộc thuần huyết để hoàn thành Tân Hỏa truyền thừa, chỉ sợ ta sẽ phải dập tắt mất thôi. Ở đây thiệt nhiều người, nói không chừng có thể tìm được một cái phục khi thần tộc thuần huyết rồi.
Trung Nhạc mang theo Tân Hỏa đi ra khỏi viện lạc, chỉ thấy tất cả đệ tử thượng viện đều rối rít chạy về phía truyền kinh khắc của thượng viện, hẳn là có luyện khí sĩ từ trên núi xuống truyền thụ công pháp. Vì sao tới nay vẫn không có luyện khí sĩ đem ta thu vào làm môn hạ vậy? Trung Nhạc nhìn thấy mấy vị đệ tử ngoại môn từng cùng mình thông qua bích không đường kiểm tra cũng chạy tới truyền kinh khắc, trong nội tâm càng thêm buồn bực. Tiểu đồng Tân Hỏa tiếp lấy cặp mắt của hắn hướng ra phía ngoài nhìn trộm, trong miệng nói nhỏ nói: không phải thuần huyết, không phải thần huyết, lại không phải rồi. Phục Hy thần tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong số hơn ngàn người, thậm chí ngay cả một cái thần huyết đều không thấy được, còn không bằng được ngươi. Đi một chút đi, đi hướng bên kia đi, ở đó có nhiều người, nói không chừng có thể tìm được một người thuần huyết à. Trung Nhạc cũng muốn đi chuyển kinh khác một chuyến, hỏi thăm quản sự vì sao không có luyện khí sĩ thu mình vào làm môn hạ, truyền thụ cho công pháp. Thời điểm hắn sắp tiếp cận truyền kinh khác, đột nhiên chỉ thấy thoáng qua hai đạo hồ quang, chỉ nghe đột đột hai tiếng thì có hai cây đồ đằng một trước một sau rơi xuống bên người Trung Nhạc. Lập tức một cỗ áp lực từ trong hai cây đồ đằng truyền thụ ra, hướng về phía hắn hung hăng đè xuống, đưa hắn giữ nguyên tại chỗ. Trung Sơn Thị, Trung Nhạc phải không? Giống như béo lên không ít rồi, suýt nữa đều không có nhận ra. Một vị đệ tử thượng viện cất bước đi tới, cao thấp quan sát Trung Nhạc, đột nhiên nhấc chân hướng hai đầu gối của Trung Nhạc đá tới mà cười nói: Trung sư đệ, chúng ta cũng không có thù hận gì, trước kia cũng chưa bao giờ gặp nhau, bất quá ngươi làm sư phụ của ta mất mát. Sư phụ ta để cho ta giáo huấn ngươi một lần. Đúng rồi, sư phụ ta họ Điền, ngươi liền quỳ gối bên ngoài truyền kinh khắc đi, quỳ khoảng vài canh giờ đi. Vị đệ tử thượng viện kia dáng người khôi ngô, một thân tràn đầy bắp thịt, cũng chỉ mới 15-16 tuổi, dáng người lại giống như một con gấu đen hùng tráng. Hắn bay lên rồi hung hăng quét một cái vào đầu gối của Trung Nhạc, trên chân bộc phát ra sức mạnh có thể quét nát trụ đá, đem đại thụ chặn ngang quét đoạn. Bành một tiếng, một thanh âm trầm muộn vang lên, thân hình của Trung Nhạc thoáng lay động một cái, chân trái suýt nữa quỳ xuống. Cùng lúc đó, sức mạnh của hai cây đồ đằng thần trụ đè xuống, làm cho lưng của hắn mang áp lực càng nặng hơn nữa. Họ Điền, Điền Phong Thị sao? Chẳng lẽ là vị họ Điền, cái lão giám khảo của Bích Không Đường kia sao? Trung Nhạc trong nháy mắt giống như đã hiểu rõ ngọn nguồn. Điền Phong Thị ở trong kiếm môn có thế lực không nhỏ, lấy vị họ Điền, lão luyện khí sĩ kia chấp trưởng ngoại môn Bích Không Đường thì cũng tương đương với Điền Phong Thị chấp trưởng lấy ngoại môn thượng viện, có thể cho Điền Phong Thị đệ tử dễ dàng hơn nhiều. Hôm nay lúc Trung Nhạc kiểm tra ở Bích Không Đường lại để cho Tả Tương Sinh ý thức được mình phải tự thân chấp trưởng Bích Không Đường thì mới có thể nhường cho đệ tử xuất thân hàn môn có một đường ra, vì vậy mới hướng vị Điền Phong Thị lão giám khảo kia khiêu chiến đoạt quyền. Việc này cũng bởi vì Trung Nhạc mà ra, làm cho Điền Phong Thị đối với Bích Không Đường mất đi quyền khống chế, tất nhiên cũng sẽ dẫn tới Điền Phong Thị trả thù. Ồ, trên đồ đằng thần trụ của ta khắc khóa chính là Quy Sơn đồ đằng, một khi kích phát ra sẽ có sức mạnh của một dãy núi đè xuống, ngươi lại vẫn có thể đứng lên sao? Tên đệ tử thượng viện đá ra một cước, nhìn thấy Trung Nhạc vẫn đứng ở nơi đó, không khỏi lắp bắp kinh hãi khen ngợi. Khó trách chỉ dựa vào sức mạnh thì đã có thể thông qua kiểm tra của Bích Không Đường. Bất quá, ngươi đây là tự đòi nếm mùi đau khổ. Ngươi nếu như thuận thế mà quỳ xuống, đang tại trước mặt đệ tử thượng viện, ở trước truyền kinh các quỳ khoảng vài canh giờ, thì việc này xem như là chấm dứt rồi. Điền Phong Thị chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Vù! Hắn lại quét tới một cước cười nói: Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại không quỳ, chỉ sợ sẽ phải chịu nhiều đau khổ thêm thôi. Hai chân của Trung Nhạc lại bị quét cong thêm vài phần, hai cây Quy Sơn đồ đằng thần trụ chuyển đến áp lực quá nặng, đem hắn gắt gao ngăn chặn. Ngươi chắc là thắc mắc vì sao mấy ngày nay không có luyện khí sĩ tới đem ngươi thu làm môn hạ phải không? Tên đệ tử thượng viện kia cứ một cước rồi lại một cước hướng đầu gối của Trung Nhạc quét tới. Chỉ thấy trước truyền kinh các có rất nhiều đệ tử thượng viện tới lui hối hả, nhưng lại không có bất kỳ một người nào tiến lên can thiệp, chỉ là đứng xa xa trông xem như thế nào. Đây là bởi vì Điền Phong Thị chúng ta tổn thất Bích Không Đường, mặt khác luyện khí sĩ lo lắng đem ngươi thu làm môn hạ
sẽ làm cho Điền Phong thị mất hứng, cho nên sẽ không có luyện khí sĩ dám thu ngươi đâu. Đong! Trung Nhạc bị hắn quét tới mức một chân quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt thành hai nắm đấm chống đỡ trên mặt đất, cố gắng không để cho một chân khác của mình quỳ xuống. Cái trán, hai tay của hắn có rất nhiều sợi gân xanh nổi lên, kéo căng quá chặt chẽ. Người ở trong kiếm môn không có người truyền thụ, không có người dạy bảo, chỉ có thể hoang phế xuống dưới thôi. Tu vi của ngươi cũng sẽ dừng ở đây. Về phần trở thành luyện khí sĩ càng là đừng mơ tưởng. Tên đệ tử thượng viện kia lại là một cước hung hăng quét ở trên đùi phải của Trung Nhạc. Hắn cười nói, cao tầng của Điền Phong thị chúng ta cũng không có nói là không để cho bọn hắn thu ngươi, là chính bọn hắn không muốn thu ngươi thôi. Bởi vì Điền Phong thị chính là một trong 10 đại thị tộc bên trong Đại Hoang, đắc tội với Điền Phong thị, Điền Phong thị chúng ta không cần ra mặt, người cũng sẽ không có ngày nổi danh đâu. Người hôm nay chỉ cần quỳ ở chỗ này mấy canh giờ là có thể tự động xuống núi rời đi kiếm môn được rồi. Bên ngoài truyền kinh các, rất nhiều đệ tử thượng viện rối rít ra xem, nguyên một đám không ngừng lắc đầu. Một vị nữ đệ tử lắc đầu nói, Điền Phong thị là thập đại thị tộc bên trong Đại Hoang, đắc tội với Điền Phong thị lại để cho Điền Phong thị mất đi bích không đường. Đừng nói ở trong kiếm môn, chỉ sợ liền 10 vạn dặm Đại Hoang đều không có địa phương cho hắn dung thân rồi. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Có người cũng không biết toàn bộ câu chuyện trong đó, thấp giọng hỏi. Ta nghe nói là mấy ngày trước đây, Tả sư thúc cùng Điền sư bá của Bích Không Đường vì Trung Sơn thị sư đệ mà náo lên. Tả sư thúc đem Điền sư bá đánh trọng thương, cướp lấy Bích Không Đường. Vì Điền Phong thị đã mất đi Bích Không Đường nên cao tầng hết sức tức giận, tạo áp lực với Tả sư thúc, huyên náo rất không vui. Ồ, thì ra là thế. Tả sư thúc là luyện khí sĩ tuổi trẻ xuất sắc nhất của kiếm môn, nhận được rất nhiều trưởng lão của kiếm môn coi trọng. Điền Phong thị không động được vào hắn, thế nhưng Trung Sơn thị sư đệ này lại không có bối cảnh hay hậu trường gì cả, đã bị kẹp ở giữa rồi, chỉ sợ muốn thua thiệt lớn thôi. Hey, đâu chỉ thua thiệt lớn không thôi, ngươi xem Điền sư bá của Bích Không Đường cũng ở trong truyền kinh khác kìa, trên danh nghĩa là tới truyền kinh, thế nhưng đoán chừng cũng là muốn nhìn thấy kết cục của tên Trung Sơn thị này. Trung Nhạc giơ lên một tiếng, nghe vậy nhìn vào trong truyền kinh khác, chỉ thấy trong một gian tĩnh thất, vị Điền Phong thị lão giả của Bích Không Đường kia quả nhiên ngồi ở chỗ đó, mặt không biểu tình nhìn về phía mình. Oanh một tiếng, trong đầu Trung Nhạc tựa như có một thứ đồ vật gì đó nổ tung, nhục nhã bất khuất một phát xông lên đầu. Điền Phong thị, từ trong cơ thể của hắn truyền đến từng tiếng bạo nổ đùng đùng, xương cốt không ngừng chấn động, vang lên âm thanh cờ rốp tựa như răng đậu vậy. Từ trong mi tâm tuôn ra một cỗ tinh thần lực mà mắt thường cũng có thể thấy được, uốn lượn xung quanh thân hình của hắn, rồi hình thành những vảy rồng chằng chịt, vuốt rồng và thân rồng. Gào! Đột nhiên vang lên âm thanh rồng ngâm không ngừng chấn động, tiếng rồng ngâm trầm thấp càng ngày càng vang dội, càng ngày càng réo rắt. Trung Nhạc chống đỡ lại áp lực của hai cây quy sơn đồ đằng trụ, rồi từng điểm đứng dậy. Long văn và thân rồng ở xung quanh càng ngày càng rõ ràng. Loại tình hình này tựa như thân hình của một con dao long du động ở trên người của hắn. Trên thân hình to lớn của nó có từng mảnh vảy đang dựng thẳng lên. Tên đệ tử thượng viện của Điền Phong thị lắp bắp kinh hãi, vội vàng quát khẽ một tiếng, thì hoa văn trên hai cây quy sơn đồ đằng trụ càng phát ra sáng ngời. Chỉ thấy trên đồ đằng trụ xuất hiện gợn sóng nhộn nhạo, hình thành hai tòa núi lớn hình dáng như con rùa đặt ở trên người Trung Nhạc. Uy lực của hai căn đồ đằng trụ này đã bị hắn thôi phát đến mức tận cùng, nhất định phải đem Trung Nhạc đè sập. Điền Phong thị! Trung Nhạc giống lớn, cái eo càng ngày càng thẳng. Theo hắn đứng thẳng người lên thì sau lưng cũng chuyển đến khí thế vô cùng cuồng dã, vô cùng thô bạo và hung ác. Chỉ thấy từ sau đầu của hắn, một cái đầu dao long khủng bố dữ tợn đang chậm rãi nâng lên. Trong một đôi long nhãn nhanh chóng lộ ra ánh sáng vô cùng hung ác, long chảo đặt ở trên hai vai của Trung Nhạc. Trung Nhạc chống đỡ lấy hai tòa quy sơn triệt để đứng dậy, dưới chân mang đôi giày rơm đã bị ép tới nát bấy. Đột nhiên hắn giơ chân to lên rồi giẫm mạnh một cái làm mặt đất kịch liệt run run. Chỉ thấy hai cây quy sơn đồ đằng trụ
từ mặt đất bị chấn đến bắn lên trên không. Gợn sóng của hai tòa quy sơn đồ đằng lập tức cả mầm bị nghiền nát. Tên Điển Phong, đệ tử thượng viện kia rên lên một tiếng. Đột nhiên chỉ nghe được trong hai cây quy sơn đồ đằng trụ nhẹ nhàng vang lên tiếng răng rắc, tiếp lấy pang pang nổ tung, biến thành vô số căn mộc tơ bay khắp mọi nơi. Rõ ràng là chấn áp trung nhạc không thành công, ngược lại đồ đằng trụ lại bị một thân long lực của trung nhạc chấn vỡ. Điển Phong thị thì tính là thứ gì? Trung nhạc quét tới một cước làm tên đệ tử thượng viện Điển Phong thị kia hoảng sợ trong lòng. Chỉ thấy trên đùi của trung nhạc thậm chí có thân hình giao long do tinh thần lực cao độ ngưng tụ biến thành, quấn quanh ở trên, đi đứng lộ ra trắng kiện vô cùng, tràn đầy sức bật khó có thể tưởng tượng. Hắn lúc trước từng một cước tiếp lấy một cước đá vào đầu gối của trung nhạc, vì vậy khoảng cách quá gần trung nhạc, cho nên trung nhạc đột nhiên phát lực làm cho quy sơn đồ đằng trụ nứt vỡ, quét tới một cước lại để cho hắn ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Sức mạnh ẩn chứa trong một cước này so với cái loại ma tộc cấp thấp là dị ma kia mạnh hơn không biết bao nhiêu. Đá ra một cước tựa như phá núi, núi đổ, đạp đất đất nghiêng. Chỉ nghe một tiếng chấn động vang lên thì thấy một bóng người đã bị đá bay lên giữa không trung, hung hăng đập vào trên cửa sổ của truyền kinh các. Cửa sổ lập tức nát bấy. Tên đệ tử thượng viện Điển Phong thị bay thẳng tới chỗ Điển Phong thị lão giả Bích Không Đường, phù phù một tiếng quỳ gối ở trước người của Điển Phong thị lão giả đó, hai đầu gối dập đầu trên đất, máu tươi ồ ồ chảy ra nhuộm đỏ cả một mảnh. Mà ở bên ngoài truyền kinh các, vài tên đệ tử thượng viện đang xem náo nhiệt kia cũng là ngơ ngác nhìn xem một màn này, trong lòng kinh ngạc không thôi. Vốn bọn hắn cho là trung nhạc tất nhiên sẽ bị hung hăng làm nhục một phen, lại quỳ ở trước truyền kinh các khoảng mấy canh giờ, sau đó không còn mặt mũi mà rời đi khỏi kiếm môn. Dù sao trung nhạc chẳng qua là vừa tiến vào thượng viện, tu vi chỉ mới xuất khiếu mà thôi, mà tên đệ tử thượng viện kia cũng đã tu hành ở thượng viện đã lâu, tu vi vượt trội trung nhạc rất nhiều. Huống chi trong tay trung nhạc không có gì cả, còn đối phương lại có quy sơn đồ đằng trụ đem hắn định trụ, hơn nữa còn là hai cây. Thế nhưng tên đệ tử thượng viện kia lại bị trung nhạc một cước đá bay. Trung nhạc thu chân lại, da thú nhỏ trên người run lên, ngẩng đầu hướng tính thất truyền kinh khác nhìn lại. Điền Phong thị lão giả kia cũng đang nhìn về phía hắn, sắc mặt âm trầm. Mà tên đệ tử thượng viện đang quỳ trước mặt hắn lại vừa thẹn vừa giận, cố gắng đứng dậy, đột nhiên kêu rên một tiếng rồi lại quỳ xuống. Vừa rồi sức mạnh một cước kia của trung nhạc là nặng cỡ nào đây? Cho dù tu vi của hắn cao thâm hơn trung nhạc, nhập môn sớm hơn, nhưng vẫn bị một thân long lực của trung nhạc nghiền ép, đem hết thảy cơ bắp gân mạch xương cốt trong hai chân của hắn chấn cho tổn thương, lại để cho hắn hai chân sử dụng không ra sức lực, chỉ có thể quỳ ở chỗ đó. Người muốn chết sao? Tên đệ tử thượng viện kia vô cùng hoảng sợ. Đột nhiên bên hông có một ngụm lưỡi dao sắc bén bay lên trời. Trên lưỡi dao sắc bén có khắc đồ đằng mỹ lệ, rõ ràng là hồn binh của hắn. Tên đệ tử thượng viện kia không cần nghĩ ngợi nhiều, liền tiến lên khẩu hồn binh này. Xung quanh khẩu hồn binh xoát xoát đầy trời đều là kiếm quang giết về phía trung nhạc. Những kiếm quang kia hiển nhiên là một môn kiếm trận, hẳn là pháp môn công kích cao cấp của kiếm môn. Trung nhạc chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tuyết trắng ở trước mặt, căn bản phân không rõ thật giả. Đây cũng là chỗ lợi hại của kiếm môn truyền thừa. Trung nhạc tuy nhiên cũng tu luyện tới tế hồn cảnh giới, thậm chí làm được tinh thần lực biến hóa để mắt thường có thể thấy được, nhưng lại không có tu luyện qua pháp môn công kích gì cao thâm cả, nên gặp được hồn binh cùng kiếm pháp loại này liền không có biện pháp đối ứng. Hỏa kỳ cung tọa hoàng quan tưởng đồ là tu luyện chi pháp, giao long đồ đằng nhiễu thể quyết là luyện thể chi pháp, không có công kích pháp môn cũng tương đương với việc có một thân sức mạnh mà lại không có cách nào phát huy ra được. Trong chớp mắt, kiếm quang rậm rạp chẳng chịt chập choạng liền tới trước mặt của hắn. Quanh thân trung nhạc quấn quanh giao long nhanh chóng lui về phía sau, vừa lui chính là khoảng cách 5-6 trượng. Kiếm quang thẳng truy mà đến, đầy trời mưa kiếm nhao nhao rơi xuống, tốc độ so với hắn lui lại nhanh hơn, sắc bén vô cùng. Kiếm quang suy mạo đoạn phát, nếu là bị kiếm quang đâm trúng, coi như thân hình là làm bằng sắt, chỉ sợ cũng sẽ trở nên trăm ngàn lỗ thủng. Khinh người quá đáng mà. Trung nhạc cắn răng, đột nhiên hồn phách lại xuất khiếu, mạnh mẽ tế hồn vào trong bàn đá xanh ở dưới chân,
chỉ nghe một tiếng vù thì bàn đá xanh nặng mấy trăm cân bay lên hướng bên trong chuyển kinh khác đập tới. Vù vù vù. Hồn phách của hắn vừa để xuống vừa thu lại, liền lập tức tế hồn và bên trong một khối bàn đá xanh khác nữa rồi ném ra. Trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy bàn đá xanh trước chuyển kinh khác như là gợn sóng lần lượt bay lên, hợp thành một đầu thẳng tắp, gào thét đánh về phía chuyển kinh khác. Trong chuyển kinh khác, tên đệ tử thượng viện kia trong nội tâm cả kinh, vội vàng thu hồi hồn binh của mình, huy kiếm hướng bàn đá xanh để chờ lượt bỏ. Chỉ một thoáng, loạn thạch văng tung tóe, bụi mù tràn ngập, giống như là đại sương mù vậy. Đồ vô dụng, ngay cả một tên tiểu quý vừa mới tiến vào thượng viện cũng đối phó không được. Điền Phong Thị lão giả kia tức giận, bàn tay co vào trong tay áo, lặng yên cong ngón búng ra. Chỉ thấy hồn binh của tên đệ tử thượng viện đột nhiên ô hay một tiếng bay ra, xuyên qua bụi mù tựa như tia chớp đâm về phía Trung Nhạc. Bất luận kẻ nào cũng không có phát hiện, hắn lặng yên ra tay. Nhanh như vậy sao? Trong lòng Trung Nhạc đập mạnh một cú, chỉ thấy khẩu hồn binh kia dĩ nhiên đã bay tới bi tâm của mình. Không cần lo lắng, có ta ở đây thì chỉ là một khẩu hồn binh, còn chưa thể gây tổn thương cho ngươi được. Trong thức hải Trung Nhạc đột nhiên truyền đến âm thanh của Tiểu Đồng Tân Hỏa. Bất quá, ta chỉ có thể mượn thân thể của ngươi để ra tay, chỉ sợ sau khi ta ra tay sẽ bị bại lộ, có không ít người sẽ có ý đồ với ta, ta và ngươi chỉ có thể bỏ mạng thiên nhai. Ồ, có người ra tay rồi. Khẩu hồn binh kia chỉ kém một chút liền đâm vào mi tâm của Trung Nhạc. Đột nhiên từ một bên dò ra một bàn tay, ngón cái cùng ngón trỏ bóp nhẹ một cái, liền đem hồn binh đang đâm tới nắm ở giữa hai ngón tay. Cái trán của Trung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh tinh mịn, chỉ cảm thấy hồn phách cũng bị kiếm khí mơ hồ kia từ trong hồn binh chuyển đến kích thích, trở nên run rẩy. Một màn vừa rồi nguy hiểm tới cực điểm, để cho hắn cảm giác được mình trong chốc lát đã ở thời khắc sinh tử, du lịch một chuyến xuống địa ngục. Ê, đáng tiếc mà. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tiểu Đồng Tân Hỏa bay tới bay lui không ngừng mà than đáng tiếc. Ta còn tính sau khi bại lộ lại làm nổ tung nơi này mà những hồn ma kia chấn áp, đem những ma hồn kia thả đi ra ngoài, đem tất cả người trên tòa kiếm môn này chu diệt sạch. Sau đó ta và ngươi sẽ phiêu bạt chân trời, đi tìm thần huyết phục khí thần tộc. Trung Nhạc dùng mình một cái, câu nói này của Tân Hỏa lại để cho hắn cảm thấy còn muốn kinh khủng hơn một kiếm vừa rồi. Khẩu hồn binh kia vẫn chấn động không ngừng, tựa hồ muốn từ trong hai đầu ngón tay chạy trốn đi ra ngoài. Nhị bá, dừng tay lại. Chủ nhân của hai đầu ngón tay này là một nam tử tuổi còn trẻ, một thân áo tím, hình dung tuấn mỹ, con mắt như trăng sao, hướng Điền Phong Thị lão giả mà cười nói. Ngài âm thầm xuất thủ không thể gạt được luyện khí sĩ đâu, cho dù ngài giết hắn cũng sẽ chỉ làm cho người ta chê cười Điền Phong Thị chúng ta khí lượng nhỏ mà thôi. Điền Phong Thị lão giả kia cả kinh trong lòng, vội vàng đứng dậy đi ra khỏi chuyển kinh khác nói. Ngươi làm sao lại tới thượng viện? Tả Tương Sinh đánh bại nhị bá, chiếm bích không đường của Điền Phong Thị chúng ta, làm hỏng thể diện của Điền Phong Thị chúng ta. Điền Phong Thị chúng ta sao lại có thể dễ dàng tha thứ được đây? Nam tử trẻ tuổi kia cười ôn hòa một tiếng nói. Ta lần này đến đây chính là muốn đi gặp hắn ta, xem hắn có mấy phần bản lĩnh đây. Ánh mắt của Điền Phong Thị lão giả kia nhất thời sáng lên. Có người ở đây nhất định có thể đoạt lại bích không đường rồi. Nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu cười nói. Tả Tương Sinh làm không tồi, đúng là cấp cho hàn môn đệ tử một cái cơ hội xuất đầu. Bích không đường vẫn còn là giao cho hắn trông coi hay sao? Ta lần này xuống núi chủ yếu là kiếm lại mặt mũi cho Điền Phong Thị chúng ta. Đánh bại hắn, cho hắn biết tên Điền Phong Thị chúng ta cũng không phải là không có người. Hắn xoay người lại nhìn về phía Trung Nhạc, không người nói. Nhị bá của ta vô lễ, ta thấy hắn hướng về ngươi bồi tội. Trung Nhạc vội vàng trả lễ, đối với hắn không khỏi có mấy phần hảo cảm nói. Ồ, sư huynh là... Ta là kiếm môn luyện khí sĩ Điền Phong Thị, Điền Duyên Tông. Điền Duyên Tông đứng dậy phiêu nhiên rời đi nói. Nhị bá, ngài không cần phải làm khó hắn nữa đâu. Lần này ta xuống núi khiêu chiến Tả Tương Sinh
là vì tăng cường mặt mũi cho tộc chúng ta. Nhị bá, đừng để cho Điền Phong Thị chúng ta mất mặt thêm nữa đi. Điền Phong Thị, lão giả kia sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên phất tay áo rồi trở vào trong chuyển kinh các. Tả Khâu Thị, Tả Tân Sinh sư huynh có ở đây hay không? Thân hình của Điền Xuyên Tông còn đang ở giữa không trung đã cất tiếng cười to, tiếng cười truyền khắp dãy núi. Điền Phong Thị, Điền Xuyên Tông tới đây xin thỉnh giáo. Trung Nhạc đưa mắt nhìn Điền Xuyên Tông đi xa, thấp giọng nói: Cái tên Điền Xuyên Tông này lòng dạ khí độ so với Tả Tân Sinh không thua kém chút nào. Có lòng dạ này, có khí độ này cũng là một hào kiệt. Vô luận là Điền Xuyên Tông hay là Tả Tân Sinh thì tuổi cũng không lớn, mới hơn 20 tuổi, so với ta cũng chỉ lớn hơn 5-6 tuổi, cũng đã có khí tượng bậc này, có ý chí bậc này, tương lai tất nhiên cũng sẽ trở thành nhân vật rất giỏi trong đại hoang. Luyện khí sĩ, bọn họ mới là luyện khí sĩ trong suy nghĩ của ta, chân chính là luyện khí sĩ. Tâm thần của Trung Nhạc phập phồng giống như là biển rộng. Nếu là chỉ nhìn cách làm của Điền Phong Thị lão giả kia, Trung Nhạc đối với trở thành luyện khí sĩ cũng sẽ không có hướng tới. Mà thấy Điền Chuyên Tông cùng Tả Tương Sinh hai người này mới để cho hắn ý thức được cái gì mới là lòng dạ tâm cảnh của luyện khí sĩ. Ây da, nhờ gặp gỡ lần này lại để cho tâm cảnh của ngươi đột nhiên trống trải, lắng đọng, đã có vài phần phong độ của luyện khí sĩ rồi. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tiểu Đồng Tân Hòa tán thưởng nói: Tương lai người có lẽ sẽ trở thành một người luyện khí sĩ rất giỏi. Dĩ nhiên cấp bậc luyện khí sĩ dễ nhũi này xa xa không bằng thuần huyết truyền nhân Tân Hòa rồi. Trung Nhạc bị nó đả kích quen nên cũng không để ở trong lòng, nghĩ thầm: Tuy nói Điền Phong Thị sẽ không tìm ta gây sự, thế nhưng là vẫn không có người nào đem ta thu làm môn hạ, truyền thụ công pháp cho ta. Nếu là không có pháp môn chiến đấu thì ta vẫn là không cách nào phát huy ra thực lực của mình được. Tỷ như mới vừa rồi, tên đệ tử thượng viện kia chỉ cần tới lên hồn binh thi triển kiếm pháp thì Trung Nhạc liền ngăn cản không nổi, chỉ có thể dựa vào tiểu cơ trí làm rối loạn tai mắt đối thủ. Nhưng nếu hắn cũng tinh thông pháp môn chiến đấu thì sẽ không chỉ có thể né tránh. Chẳng qua là tuy nói hiện tại Điền Phong Thị sẽ không tìm hắn gây sự, nhưng luyện khí sĩ của thượng viện cũng không có ai thu hắn làm môn hạ, truyền thụ công pháp. Trung Nhạc liền không cách nào học được những pháp môn chiến đấu kia, phát huy ra thực lực vốn có của bản thân. Người sống trên đời, chí khí ở trong lồng ngực nếu là nhỏ, cho dù thiên phú có cao tới đâu cũng khó có thể có được thành tựu. Bọn họ không muốn thua ta, chẳng lẽ ta liền không thể chủ động đi nghe giảng hay sao? Chỉ cần có thể học được bản lĩnh thì còn cần quan tâm danh phận để làm cái gì? Ánh mắt của Trung Nhạc sáng lên, cất bước đi vào truyền kinh các. Luyện khí sĩ của kiếm môn khi phủ xuống thượng viện thường thường sẽ ở trong truyền kinh các truyền thụ công pháp cho đệ tử thượng viện. Hôm nay trong quyển kinh các thì có hơn 10 vị luyện khí sĩ dạy khoảng 100 vị đệ tử thượng viện của riêng mình, truyền thụ cho bọn họ đạo lý tu hành. Trung Nhạc đi vào một gian tĩnh thất, đứng ở trong góc nhỏ, chỉ thấy có khoảng 100 vị đệ tử thượng viện đang quanh chân mà ngồi, yên lặng nghe một lão luyện khí sĩ ở trên đài truyền đạo thụ nghiệp. Vị lão luyện khí sĩ kia nhìn thấy hắn đi tới, không khỏi hơi ngẩn ra, nhẹ nhàng vuốt cằm ý bảo. Những đệ tử thượng viện khác cũng rối rít xem ra. Lão luyện khí sĩ bắt đầu tiếp tục bài giảng, giọng nói như trung đồng: Núi có sơn linh, sông có hà linh, cây có thụ linh, có thảo linh, mây có vân linh, gió có phong linh, kim có kim linh, đất có cổ thổ linh, mặt trăng có nguyệt linh, mặt trời có nhật linh. Cảm ứng linh của trời đất thì sẽ ở trong thức khái tạo thành tương ứng linh. Nếu nói linh thì chính là đồ đằng chi linh, tế tự chi linh. Con dân của đại hoang hàng năm tế tự dãy núi, sông lớn, thần thú, linh thảo, phong vân nhật nguyệt. Lâu ngày về sau, những thứ này liền có linh tính. Người có hồn phách đầy đủ mạnh mẽ mới có thể cảm ứng được linh tính trong trời đất này, sau đó tiếp dẫn vào trong cơ thể mình. Chỉ có được linh mới có thể trở thành luyện khí sĩ. Linh cùng hồn kết hợp chính là linh hồn, cũng chính là nguyên thần. Các ngươi nhìn đây, đây chính là linh của ta. Đỉnh đầu của lão luyện khí sĩ kia đột nhiên hiện ra một tòa kiếm sơn, cửa mở ra, từ đó đi ra một thạch nhân lớn một thước, mọc ra bốn cánh tay.
bàn tay mở ra, trong mỗi lòng bàn tay đều có một con mắt lóe lên tia sáng quỷ dị. Linh của ta chính là Sơn Linh. Sơn Linh cùng hồn kết hợp liền là linh hồn, cũng có thể gọi là nguyên thần. Sơn thần gia có 4 con mắt, có thể nhìn 4 phương 8 hướng. Vì vậy linh hồn của ta cũng có 4 con mắt. Hồn phách của lão luyện khí sĩ kia bay ra, kết hợp cùng với Sơn Linh, tan ra làm một thể. Tiếp theo chỉ thấy nguyên thần của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, cuối cùng biến thành một cái tứ tí thạch nhân lớn trăm trượng, vững vàng đứng sau lưng hắn, vô cùng tráng lệ. 4 tay mở ra, 4 con mắt nhìn 4 phương 8 hướng, để cho tất cả đệ tử thượng viện thấy vậy mà trợn mắt há mồm. Trong lòng Trung Nhạc cũng là rung động vô cùng. Hắn vẫn nghe người khác nhắc tới Linh, cũng có gọi là đồ Linh, đồ đằng chi Linh, thế nhưng vẫn không biết Linh rốt cuộc là vật gì, mà nay mới xem như thấy được Linh, đối với Linh có bước đầu nhận thức. Muốn cảm ứng được Linh, nhất định phải có hồn phách đầy đủ mạnh mẽ. Mà muốn có hồn phách đầy đủ mạnh mẽ thì cần khổ tu, lịch lãm, ma luyện bản thân. Mà muốn đến chỗ sâu trong đại hoang lịch lãm thì cần có thực lực mạnh mẽ. Vị lão luyện khí sĩ kia từng bước hướng dẫn, êm tai nói tới, bước vào chính đề, cười nói: mà thực lực mạnh mẽ thì phải dựa vào pháp môn chiến đấu mới có thể phát huy ra ngoài được. Các người có thể tiến vào thượng viện của kiếm môn, căn cơ cũng không tệ, tinh thần lực đầy đủ mạnh, hồn phách cũng có thể làm được xuất khiếu, ý thức chiến đấu cũng không yếu, có thể tu luyện pháp môn chiến đấu mà ta hôm nay muốn chuyển cho các ngươi, Bồn Lôi Kiếm Quyết. Lời của hắn có thể dẫn nhân nhập thắng, đem bậc dân thường như Trung Nhạc dần dần dẫn vào một cái tình cảnh kỳ diệu. Bồn Lôi Kiếm Quyết, vì lẽ đó tinh thần lực cần quan tưởng sấm mùa xuân. Sấm mùa xuân là tiếng lôi thứ nhất trong năm. Ta cần các ngươi dùng tinh thần lực tới xây dựng lôi văn đồ đằng, sau đó đem lôi văn đồ đằng luyện thành kiếm khí, thì Bồn Lôi Kiếm Quyết này có thể coi như là tiểu thành. Kiếm khí của Bồn Lôi Kiếm Quyết này vừa động, tựa như sấm mùa xuân nở ra. Viễn chiến, trong nháy mắt bôn tập ngàn dặm, kiếm chém ngoài ngàn dặm. Cận chiến, 10 bước một diệt, bộc phát lôi đình dễ như trở bàn tay. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, vị lão luyện khí sĩ kia đem những yếu quyết khi tu luyện Bồn Lôi Kiếm Quyết dốc túi tương thụ, dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình vì tất cả đệ tử thượng viện biểu diễn như thế nào, khắc ra lôi văn đồ đằng không có nửa phần giữ lại. Trung Nhạc nghe được như mê như say, đợi đem Bồn Lôi Kiếm Quyết nói xong, lão luyện khí sĩ kia nhắm hai mắt lại không nói thêm gì nữa. Tất cả đệ tử thượng viện trong tính thất mới từ từ trong say mê tỉnh lại. Từng tên đệ tử thượng viện hưng phấn không thôi, rối rít bắt tay vào diễn luyện Bồn Lôi Kiếm Quyết. Thậm chí có vài đệ tử song song đối chiến, quan sát nơi thiếu sót của nhau để hoàn thiện. Lôi đình tốc độ cực nhanh, từ trời cao đánh xuống chỉ chợt lóe rồi biến mất thôi. Sinh linh thời xa xưa cũng bái lôi đình, lúc này mới sinh ra lôi văn đồ đằng, ẩn chứa sức mạnh lôi đình. Trung Nhạc không có lập tức thử khắc họa lôi văn đồ đằng để kiểm nghiệm Bồn Lôi Kiếm Quyết, mà là tiếp tục quan tưởng. Hắn thầm nghĩ, mấu chốt của Bồn Lôi Kiếm Quyết này liền là ở lôi văn đồ đằng. Mới vừa rồi vị lão luyện khí sĩ kia khắc lôi văn đồ đằng giống như in vậy, thế nhưng mấu chốt cũng không phải là ở trên hình thái của lôi văn đồ đằng, mà là ở lôi văn đồ đằng có thể đem khí thế nổ vang của sấm mùa xuân nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phát huy ra hay không. Lôi văn đồ đằng cực kỳ phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn rất khó nắm giữ tất cả biến hóa của lôi văn. Chỉ có trước tiên nắm được thần vận của lôi văn đồ đằng mới có thể nhanh chóng học xong Bồn Lôi Kiếm Quyết này, ứng dụng đến trong thực chiến, sau đó hoàn thiện lôi văn đồ đằng để gia tăng uy lực của Bồn Lôi Kiếm Quyết. Hắn lâm vào sâu bên trong tầng thứ quan tưởng, nhớ lại tình hình bản thân thấy lôi điện từ trên trời đánh xuống trước kia, giống như trường kiếm đâm rách trời đất, kiếm quang chợt lóe chính là ngàn vạn dặm xa. Mà sấm mùa xuân còn là tiếng sấm thứ nhất trong năm, nó oanh mở trời đông giá rét, làm tâm linh rung động, lại là một loại ý cảnh khác nữa. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc mới mở mắt ra, đứng dậy bắt đầu diễn luyện Bồn Lôi Kiếm Quyết. Lúc này đã có không ít đệ tử thượng viện đem Bồn Lôi Kiếm Quyết diễn luyện ra, tựa như khuôn, tựa như dạng, thi triển kiếm pháp cùng vị lão luyện khí sĩ kia không có khác biệt bao nhiêu. Mà Bồn Lôi Kiếm Quyết do Trung Nhạc diễn luyện lại cùng vị lão luyện khí sĩ kia diễn luyện khác nhau rất lớn, lộ ra vẻ cực kỳ ngốc,
không có một chút linh động của bôn lôi. Vị lão luyện khí sĩ kia vẫn nhắm mắt, ngồi như cũ, mà sau lưng hắn, sân thần có bốn cánh tay, bốn con mắt lại mở mắt, thật chặt chú ý tất cả nhất cử nhất động của các đệ tử thượng viện. Qua một lúc lâu, lão luyện khí sĩ thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi, cô đơn nói: "Được chân truyền của ta đấy, lại vẹn vẹn chỉ có một người mà thôi."